Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đài FM nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, bên shop về cho bác cái con đài FM hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đấy, đài của nó thì nó sẽ là một cái dạng đài mà vỏ gỗ như này, rất là đẹp này, vỏ gỗ có đồng hồ luôn nhá. Đây. Đấy, về nhà thì các bác tháo cái lẫy này ra cho em xong bật cái đồng hồ này lên là đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy nhá. Và bên sau của nó thì nó sẽ là có cho các bác là một quả pin 18650, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đài có sẵn pin rồi, có cáp sạc cho các bác ở trong này nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác bật lên thì các bác bật cái nút này cho em này. Đó, bật cái nút này lên. Đấy, con này thì nó vừa là nguồn vừa là âm lượng nhá. Đấy. Vừa là nguồn vừa là âm lượng này. Các bác kéo anten lên cho em này. Đấy, kéo anten lên cho em, sau đó thì các bác bắt đầu dò này. Đấy. Đấy, các bác dò như này. Đấy, các bác cứ dò lần lượt như này cho em. Thì nó đúng cái tần sóng, đúng cái băng của nó này, các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, để cho em chế độ FM này. Sau đó thì mình dò nhá. Đó, tại vì nó có cả chế độ FM, cả chế độ MP3 nhá. Các bác phải để đúng chế độ thì mới dò được. Đấy. Chương trình phát thanh vì an ninh. Chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Rất là nhiều đài các nhá. Các bác có thể dò như này. Đấy, nó sẽ ra rất là nhiều đài luôn để tùy theo các bác nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhá. Đó. 102,7 này, 98,5 này. Đấy, và các đài các tỉnh nữa luôn các bác. Các bác có thể dò chậm rãi này, nó sẽ ra nhá. Đó. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có cả đồng hồ cho các bác luôn. Có cả đài FM, cả đồng hồ luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Ngoài ra thì con này nó có cả tính năng là MP3 nha, MP3 để nghe nhạc luôn. Thì các bác có thể bắt Bluetooth và nghe nhạc bình thường nhá. Đó, bắt Bluetooth để nghe nhạc cũng rất là hay này. Và đây thì nó sẽ có chế độ cho các bác là USB này, cắm thẻ nhớ này, cắm jack 3.5 này, rồi đồng hồ này, rồi cắm sạc vào này, rất là tiện dụng luôn. Khi mà các bác muốn nghe nhạc MP3 thì các bác chỉ cần là bật nguồn lên cho em này, xong là đặt chế độ MP3 này, sau đó thì các bác bắt đầu là bật wifi của mình lên nhá. Đấy, các bác bật Bluetooth lên này. Đấy, bật Bluetooth lên, sau đó thì các bác bắt đầu dò cho em này, bật Bluetooth bắt đầu dò này. Các bác dò cho em là tên cái mã của cái đài này nó sẽ ra nhá. Đấy. Ví dụ cái mã đài này nó sẽ là NS8898BT này. Đấy, 8898BT. Thì các bác dò đúng cái mã đấy, sau đó thì các bác kết nối vào cho em là xong. Kết nối vào là mình mở nhạc mình nghe bình thường đây, MS. Đấy, đang kết nối này. Sau đó thì các bác mở nhạc lên là mình kết nối là nghe nhạc bình thường nhá. Con này thì nghe nhạc cũng rất là to luôn nhá. Đấy, nghe nhạc rất là to luôn. Thì các bác có thể kết nối để mình nghe nhạc. Thì cái tính năng này thì em cũng giới thiệu qua thôi. Còn em bán thì chủ yếu là đài FM. Còn về nhà các bác có thể tự mình kết nối mình nghe nhạc tùy theo nhu cầu và mục đích của mình nhá. Đấy, không đến nơi thì các bác dò không quen, các bác dò không được, các bác lại bảo là không nghe được MP3 thì nó mất công. Đấy, em bán thì cái chức năng chủ yếu của nó vẫn là đài FM thôi. Còn các cái chức năng khác thì các bác có thể về mình tự dò lên cho em là đài FM nhá. Đài FM giá của nó sẽ là 260k nhá. 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ keo đa năng nhá. Keo đa năng con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Một lọ này của nó sẽ là 60g và các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy, một lọ 60g keo trắng nhá. Đấy. Thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt và dán cả thế giới được luôn. Nên mã giúp cho em là keo đa năng, giá của nó sẽ là 15.000 cho một típ như này. Và bác nào mua từ 3 típ thì lên cho em là keo đa năng xanh này. Đấy, keo đa năng xanh. Giá của nó sẽ là 15k trên một típ và mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy. 3 sẽ là 15.000 một típ và 3. Các bạn lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Đấy, giá thì sẽ là 20k trên một típ nhá. Xin lỗi các bác, vừa nãy em 15.000 là nhầm. Và 3 típ thì sẽ là 50k nhá. 20.000 trên một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Các bạn thích gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất.
Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nao công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy thì các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhé, 20.000 một típ và 3 típ thì sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái khóa dây các bác nhá. Qua lên cho em là khóa dây. Con này thì bên shop luôn để mặc định nhà máy là sẽ là dãy số 0 nhá, dãy số 0 như này. Và về nhà thì các bác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và mục đích của mình. Đó, theo nhu cầu mục đích của mình các bác nhá. Đó, đây thì chỉ cần đảo số đi là nó sẽ không mở được rồi. Và dãy số 0 là mở bình thường. Và khi các bác cài mật khẩu thì để ý cho em cái chữ set và cái mũi tên này. Đấy, các bác xoay theo cái chiều mũi tên này cho em. Xoay hết lẫy đi nhá. Đấy, bao giờ nó phải đánh tạch cái này thì mới được này. Sau đó thì em để là dãy số 9 chẳng hạn thế này. Sau đó em quay ngược trở lại này. Thì bây giờ mật khẩu mới của em sẽ là dãy số 9 nhá. Dãy số 9 như này em chỉ cần đảo một số 0 là không mở được rồi. Đó, còn mật khẩu thì các bác có thể để tùy ý nhá, 1 2 3 4 5 hoặc là các cái số ngày tháng năm sinh tùy mình. Đấy, muốn cài mật khẩu thì bây giờ em chỉ xoay cái lẫy này đi này. Xoay anh tạch cái này em để về dãy số 0 này. Mật khẩu em mà để mặc định bao giờ cũng là dãy số 0, sau đó thì em quay cái này trở lại này là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái khóa dây như này. Các bác lên cho em là khóa dây nhá, khóa dây. Giá của nó sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em là khóa dây này, đó. Khóa dây giá của nó sẽ là 80k trên một con khóa dây nhá. 80.000 cho một chiếc khóa dây nhá. Lên mã cho em là khóa dây. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là bộ móng trắng nhá. Bộ móng trắng, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai bấm móng này, một kéo và một rũa này. Đấy, một kéo một rũa. Đó, hàng của thương hiệu Winling của Đức đây nhá. Đấy, Winling của Đức như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho các bác, bao gồm cho các bác là một cái bấm móng thường này, một cái bấm móng khóe này và một cái nạo một cái mài này và một cái kéo như này. Bộ 4 món như này các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn, tất cả đều bằng inox đặc hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và cắt thì rất là ngon luôn nhá. Cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đấy, cắt rất là êm ái và ngon luôn. Bộ thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 món như này. 4 món như này các bác nhá. Lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá, bộ bấm móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ 4 món như này. Thì tính ra thì cũng chỉ vào là 45-60. Đó thì nó sẽ vào là khoảng trên 15.000 cho một cái bấm móng như này thôi, một món như này. Đấy, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Đấy, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bộ bấm móng trắng này. Bộ bấm móng màu trắng, bộ bấm móng trắng giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái bộ bấm móng trắng như này, 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chầm hương đốt nhá. Các bác lên cho em là chầm hương đốt. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng chầm như này. Đấy, một hộp này 100 vòng luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Một hộp này sẽ là 100 vòng như này nhá. Và chầm của nó sẽ là dòng chầm gỗ tự nhiên nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 2 vòng. Một vỉ này là 2 vòng và nó sẽ có 50 vỉ. Đấy, tức là 100 vòng như này, 100 vòng như này. Tha hồ thoải mái các bác đốt luôn. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá và rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu và đặc biệt là khi mà các bác đốt ấy thì cái thời gian đốt của nó được rất là lâu, nó sẽ là từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái vị trí các bác đặt và hướng gió nhá. Đấy, càng ít gió thì nó sẽ cháy càng lâu, càng ít gió cháy càng lâu. Và giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một lọ trầm hương đốt như này thôi. Lên cho em là trầm hương đốt nhá. Đấy, trầm hương này, trầm hương. Đấy, trầm hương để dùng để đốt nhá. Em gọi là trầm hương đốt. Giá của nó sẽ là 40k trên một hộp như này nhá. 40.000 trên một hộp, bao gồm cho các bác là 100 vòng luôn. Đấy, 100 vòng, dùng quanh năm ngày tháng mới hết nhá, 100 vòng. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bàn chải điện này. Các bác lên cho em là bàn chải điện nhá. Thì một cái hộp bàn chải điện như này. Đấy, giá của nó sẽ là 70.000, sẽ bao gồm cho các bác là một đầu bàn chải này và bốn cái bàn chải cho bác luôn, một thân máy và bốn bàn chải nhá. Một thân máy, bốn bàn chải kèm một cái cáp sạc thì về nhà các bác cắm cái sạc vào đít này cho em. Đó. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có bốn cái đầu bàn chải siêu mềm, siêu lông tơ mềm mảnh như này. Đấy, nếu mà bây giờ các bác mà mua một cái bàn chải như này thôi, đấy, mua cái đầu bàn chải này thôi đã phải mất 15-20.000 rồi. Thế mà đây cả một cái bộ như này bao gồm bốn bàn chải này, các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì cho em. Đó. Con nào thì về, nếu nó hết pin thì về các bác sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về có thể để lâu nó hết pin. Đấy, các bác giữ lì cho em là ok nhá. Có các chế độ làm sạch làm trắng này, rồi là vệ sinh khoang miệng lưỡi này các bác nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Chạy bằng pin nhá, chạy cực kỳ là khỏe nhá. Trong này của nó sẽ có quả pin 18650, rất là bền bỉ chắc chắn và chạy rất là khỏe luôn. Một lần sạc thì các bác có thể dùng cả 7 ngày đến 10 ngày tùy theo nhu cầu các bác nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái một cái bàn chải điện như này, giá chỉ có 70.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải điện, giá của nó sẽ là 70k. 70.000 cho một con bàn chải điện như này, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là bàn chải điện nhá, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là đấy, một cái bàn chải như này sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái đầu bàn chải nữa luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bàn chải điện này, bàn chải điện.
giá của nó sẽ là 70k. Đó, bàn trải điện này, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con bàn trải điện như này. 70k các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy vắt cam nhá. Máy vắt cam này, con này rất là tiện dụng luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Socani. Socani hàng của Nhật và cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Hàng của Nhật xuất đi khá là nhiều nước nhá. Và nó rất là nhỏ gọn như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 nhá. 270.000 cho một con máy vắt cam như này. Đó, rất là tiện dụng luôn. Lên mã cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 270.000, rất tiện dụng luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này này, một thân máy như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Sonaki nhá. Đấy, trọng lượng của nó sẽ là 700 ml nhá. Đấy, dung tích là 700 ml và sử dụng điện 220V. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác chỉ cần cắm điện vào sau đó thì mình đưa cam vào là mình vắt thôi. Vắt bằng tay thì nó rất là kiệt và vắt bằng máy này rất là thoải mái nhá các bác. Khi vệ sinh thì các bác chỉ cần tháo ra, vệ sinh cho em cái phần khay này thôi. Đấy, còn cái này thì nó thân máy này nó không cần phải vệ sinh. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý. Dây của nó cũng khá là dài nhá. Dây khá là dài luôn, dây khoảng 1 mét này. Khá là dài luôn thì các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em, bỏ ra cho anh còn chốc. Lên cho em là máy vắt cam. Giá của nó sẽ là máy vắt cam này. Đấy. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Máy vắt cam giá của nó sẽ là 270k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, 270.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con vắt cam bằng tay nhá. Con này thì các bác dùng để vắt bằng tay thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 nhá. Các bác nào mà thích tập luyện cơ tay mà không thích dùng máy móc phức tạp thì dùng con này cho em. Lên cho em là vắt cam bằng tay bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn cho bác nhá. Đấy, vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay này. Con kia là vắt bằng máy nhá. Vắt cam bằng tay này. Đấy, bằng tay giá sẽ là 50k nhá. 50.000 thôi, rất là tiện. Các bác đưa vào vắt trực tiếp này là đưa ra rót ra cốc uống hoặc các bác có thể uống trực tiếp luôn. Đấy, bằng inox 304 sáng bóng đẹp và có chế độ khóa này nha. Các bác chỉ cần đặt vào này nó sẽ khóa và là cứ thế mình xoay đi thôi. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con vắt cam bằng tay như này, rất là tiện dụng. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ dao Nhật các bác nhá. Các bác lên trên là bộ dao Nhật đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này các bác này. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn. Và đây là chọn bộ sản phẩm này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ, một kéo này. Và sẽ có cho các bác là 4 con dao nhá. 4 con dao luôn. Đây. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 con dao. 4 con dao như này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó, 4 dao, một kéo, một giá đỡ, một rũa. Đó, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là như này. Đấy, thì con dao nặng này thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng này, 4 đến 5 lạng. Còn con nhẹ này thì nó vào khoảng là 3 lạng. Và đây là một con dao thái này, và đây là một con dao gọt này. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, một rũa, một liếc. 4 dao này, một rũa, một kéo và một kia giá đỡ như này nhá, một cái giá đỡ như này. Đó. 4 dao, một đấy, một giá đỡ như này. Và chọn bộ sản phẩm như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là bộ dao Nhật nhá. Bộ dao Nhật, đó. Lên mã cho em là bộ dao Nhật 7 món này, 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ nữa là 7. Đấy, lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Các bác là 950, chuyển khoản là 900 mốt. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật nhá. Đó, bộ dao Nhật này. Giá của nó sẽ là 930.000 nhá, 930k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Và bên em có chính sách ưu tiên nếu bác nào mà chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì bên em tính tròn cho bác giá là 900.000 thôi. 900k. Đấy, còn nhận hàng thanh toán thì sẽ là 930.000. Đấy, lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Bộ dao Nhật 7 món. Đấy. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Giá của nó sẽ là 900.000 đối với các bác nào chuyển khoản hết. Còn 930.000 là nhận hàng thanh toán là 930.000. Đó, thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ rất là ngon lành xịn sò như này này, một cái giá đỡ các bác này. Đấy, một giá đỡ này. Kèm thêm cho các bác là một cái liếc này, một cái liếc các bác lắp đây cho em nhá. Đó. Và một con kéo này. Con kéo này của nó thì cũng rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, kéo rất là chắc chắn và ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Rất chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Con kéo rất là đẹp này. Đấy, tiếp theo thì sẽ đến cho bác đầu tiên là một con dao gọt này. Con dao gọt này, con này cũng rất là bén luôn con này. Đấy, dao gọt rất là bén luôn. Dao gọt rất là bén luôn. Con này thì dài khoảng 20cm nhá. Đấy, Japan quá này. Đó, đây Japan, Wattbo Japan cho bác này. Đây, Wattbo Japan quá này. Đó. Tiếp theo thì sẽ đến cho bác là một cái con dao dao thái này. Con thái này thì bên em có bán lẻ nhá. Con này bên em đang bán lẻ, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, nếu các bác mua lẻ thì lên mã giúp cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đó. Hàng siêu bén cho bác luôn. Đó.
lên cho em là dao vuông. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Nếu mua lẻ là nguyên con này là 180.000 nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai con dao. Một con dao thái bản to nhá. Con này cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Thái bản to như này rất là bén quá này. Đó. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ này, băm nhẹ. Đấy, con này thì nặng khoảng 2 đến 3 lạng này. Đấy, con này thì từ 4 đến 5 lạng này. Con này các bác dùng để chặt thoải mái luôn nhá. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Thì chọn bộ như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Và chọn bộ bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 930.000. 930.000 cho một cái bộ dao Nhật như này nhá. Giá của nó sẽ là 930.000. Còn các bác mua chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác là giá là 900. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này. Bao gồm cho các bác là 46 chi tiết trong một cái hộp như này. Đấy, 46 chi tiết trong hộp như này. Đầy đủ chọn bộ cho bác xem luôn. Ốc vít, ốc viếc nói chung là đầy đủ hết nhá. Combo cho bác 46 chi tiết như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì đợt trước giá gửi tới các bác là 130.000. Cầm những cái dây điện vàng. Đợt này bên shop về cho bác giá còn tốt hơn rất là nhiều luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này nhá. Bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11, 22 đầu vít này. Một tay công, một tay nối dài này, một tay ngoắt nghéo này. Tay công, tay nối dài, tay ngoắt nghéo đầy đủ cho các bác luôn. Và các bác có thể lắp trực tiếp vít vào tay công như này nhá. Đấy, lắp vít vào tay công như này. Con này thì có đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều cho các bác luôn. Các bác có thể sử dụng đảo chiều này hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp cái phần tay công này cho em này. Đây, tay công này cho em. Đó, để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Tay này thì các bác sử dụng tay vít này, tay vít này. Đấy, hoặc các bác có thể dùng tay công nối dài này. Ở đây nó sẽ có cả tay công nối dài cho các bác luôn. Đấy, tay công nối dài cũng rất là ngon luôn. Đấy, thì các bác có thể sử dụng tay nối dài này cho em này. Đấy. Khi các bác lắp thì cái bi này nó rất là chặt cho nên là các bác lắp đúng lẫy bi và lắp chặt vào cho em là ok nhá. Đấy, đúng lẫy chiều bi và lắp chặt cho em là xong. Ok, đó. Ở đây nó sẽ có một cái phần mắt cá bi nhá. Mắt cá bi cho nên các bác đúng lắp đúng phần mắt cá bi cho em. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu là điểm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết luôn. Đó. Đấy, trên dưới 40 chi tiết nhá. Bên em gọi nó là V46 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là V46, giá sẽ là 120.000. Về nhà các bác làm nghề sửa chữa rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho bộ V46 như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Bên shop tiếp tục về cho bác cái dây điện vàng nhá. Dây điện vàng này. Con này thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho một cuộn dây chấm 5 như này. Dây của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là sử dụng dây dài 30m nhá. Dây dài 30m, rất là chất lượng cho bác luôn. 195.000 hàng nội địa của Nhật nhá. 195.000 hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng các bác nhá. Dài 30m. Con này dây dài 30m luôn. Dây lõi đồng 1.5 dài 30m. Các bác lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là dây vàng này. Dây vàng 1.5 nhá. Dây vàng 1.5. 1.5 chấm nhá. Giá của nó sẽ là 195k. 195k cho cái dây vàng 1.5 như này. Đấy, dài 30m. Cuộn này của nó sẽ là dài 30m nhá. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Lên cho em là dây vàng, giá sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây xanh này. Dây xanh này thì cũng là hàng nội địa của Nhật và con này nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5 và bên shop đang gửi lõi 2.5. Đấy thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó sẽ theo biểu nhá. Nó sẽ có theo biểu cho các bác luôn. Đó. Theo biểu cho các bác thì ở đây nó sẽ là dòng dây 2.5, hàng dây lõi đồng. Đây. Đấy, Japan này, đấy Japan CU này. Japan CU. Đấy, chịu công suất của nó là 300 đến 500V FA 2.5. Đấy, Japan CU nhá. Thì con này của nó dây 2.5 cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, thì cái này của nó lõi 2.5 và dây của nó là dây lõi đồng 2.5, siêu mềm và dày dẫn chắc chắn, cho nên cái giá nó sẽ tốt hơn một chút các bạn. Giá nó sẽ tốt hơn một chút. Thì các bác lên cho em là dây xanh nhá. Thì bên em có loại 5m, loại 10m và loại 30m. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. 5m, 10m và 30m. Các bác muốn lấy cỡ nào thì lấy để cho nó phù hợp với cái công năng mục đích sử dụng của các bác.
thì bên shop bán nó sẽ có cái biểu như sau nhá. Đấy, có cái biểu như sau cho các bác này. 5m thì nó sẽ là 220.000. Đó. 5m, dây 5m thì sẽ là 220k nhá. Các bác lên xem là dây xanh 2.5 nhá. Dây xanh. Đấy, 2,5 ly này. Các chiến công trình dùng máy móc thoải mái luôn, dây xanh 2,5 ly. Đó, 5m 220, 10m thì nó sẽ là 330.000, 330k. Và 30m thì nó sẽ là 650.000 nhá. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo vá tường này. Đây, nó sẽ là một cái dòng keo rất là tiện ích các bác này. Ở đây thì nó sẽ là cái dòng keo như này, nó như là một cái đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo đặc biệt cho các bác luôn. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần tường mà nó bị bong nứt rồi thấm rột rồi gọi là bị ẩm ướt ấy, nó bong chốc ra thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, các bác nặn ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lớp keo như này. Đấy, vá lên tường rất là tốt luôn. Đấy, cái này của nó thì nó khá là đặc nên là các bác phải nặn thì nó mới ra được các bác nhá. Đó, nó rất là đặc các bạn. Đấy, rất đặc luôn, thì khi mà các bác dùng mình cho lên tường nó rất là tốt. Đấy, đây. Các bác có thể là ví dụ như là tường bị thấm rột này các bác. Ấy vào cho em. Đó, bị nứt bong chốc các bác quẹt vào cho em. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các lên xem là keo vá tường nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đây các bác nhá, các cái phần tường nó bị nứt, bị bong chốc, bị thấm rột như này, các bác dùng cái này cho em. Đó, sau đó thì mình đưa vào mình gạt đi cho em là xong. Đó. Bong chốc, thấm rột rồi trẻ con vẽ rồi bẩn rồi nứt các thứ các bác đưa vào cho em. Rất là ok luôn. Đấy, ổ điện ổ điếc các bác vá vào cho em này. Đấy, rất là đẹp nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một lọ này chỉ có 40.000 thôi. Về nhà các bác sử dụng ở các cái vị trí tường bị nứt, bị bong chốc, bị thấm ẩm các thứ các bác dùng cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là keo vá tường. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không chắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop về cho bác cái lô Atomat hàng bãi Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji hoặc là hàng của thương hiệu Natina. Đấy, Natina hoặc là Fuji với nhá. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Một con át hàng công suất là 40A, dòng dò là 30mA. Dòng này thì chuyên chống dập, chống chật, chống quá tải cho bác luôn. Chập giật quá tải đều ok hết nhá. Đấy. Có những con này nó sẽ có cả lẫy cài như này các bác này, có cả lẫy cài luôn, các bác lắp vào tủ điện thoải mái luôn. Hàng chống chập, chống giật, chống quá tải cho bác luôn. 40A, dòng dò là 15mA. À 30mA, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Hàng thì có lô của Mitsubishi này, đấy, của Fuji hoặc là các cái lô khác nhá. Made in Japan, hàng bãi của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, độ mới của nó thì còn khoảng 80-90% nhá, 80-90%. Đó. Rất đẹp cho các bác này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn bộ chữ Nhật lòng hoàng hết đây. Lên mã giúp cho em đó là Atomat Nhật nhá, Atomat Nhật. Thì các bác lên cho em là AT 40A nhá. Con 40A này thì giá của nó sẽ là lên cho em là AT 40A, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con AT 40A như này. Đó. Các bác lên cho em là AT 40A nhá. AT 40A này giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một con AT 40A. Đây. Con này sẽ là con 40A này, giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con 40A như này. Con này thì nó sẽ là dòng khối to, các bác có thể dùng tổng gia đình là ok nhá. Dùng tổng gia đình nhà 2 3 tầng đều ok hết nhá, dùng tổng gia đình là ok. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái con AT cóc nhỏ này. Cái AT cóc nhỏ như này. Con này thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ chữ Nhật luôn, made in Japan cho bác nhá. Và con này thì bên shop đang mã tem, mã vạch đàng hoàng còn gần như mới luôn. Con này của nó sẽ là 30mA. Đấy, và 30A và dòng dò là 15mA. Con này thì các bác chuyên dùng cho em là bình nóng lạnh này, rồi điều hòa này, rồi các cái thiết bị nhỏ là ok. Hoặc là trong phòng nhá, các cái phòng nhỏ hoặc là đóng ngắt các cái thiết bị điện đều ok nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Mới con Atomat như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em là AT cóc nhá. Con này thì các bác lên cho em là AT cóc nhỏ, giá sẽ là 80.000 cho một con AT cóc nhỏ như này. Đấy, lên cho em là AT cóc này. Đó, AT cóc này, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con AT cóc này. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là AT đại nhá, AT đại hoặc là AT 40A. Đấy, còn con này thì nó sẽ là dòng 30A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AT 40A hoặc AT 30A được rồi. 30A thì là con cóc nhỏ như này, các bác dùng trong các cái phòng hoặc là các cái dòng máy móc nhỏ là ok. Đấy, phòng hoặc máy móc nhỏ đều được hết nhá. Con 30A thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con 30A, còn con 40A thì giá của nó sẽ là 180.000 là con tổng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con
ad đó là cái con ad đảo chiều có nhá, các ad đảo chiều. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A nhá, 63A. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá, 110k đó. Lên xem là ad đảo chiều giá sẽ là 110.000, công suất của nó sẽ là 63A. Cái này thì các bác về các bác lắp tổng gia đình cực kỳ là ok. Đặc biệt là nhà nào mà các bác có hai công tơ này, hai công tơ hoặc là các bác có máy phát điện thì dùng để đảo chiều cũng ok đó. Hoặc là các bác dùng để làm ad một chiều đóng ngắt cũng rất là ok. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Lên cho em là ad đảo chiều đó. Các bác lên cho em là ad đảo chiều đó. Lên cho ad đảo chiều 63A này, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho con ad đảo chiều 63A như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái túi da bò này. Túi da bò thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đó, hai màu đó là màu nâu và màu xanh. Màu nâu và màu xanh như này đó. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Và giá thì bên shop cũng đang phục vụ các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là có lên cho em là túi vuông nhá, giá sẽ là 180.000. Có quai đeo như này, chất liệu của nó 100% da bò. Đây em test thử sản phẩm cho bác xem nhá. Đây. Cạo thoải mái quá này. Đây. Đấy, em dùng cái đai này em cạo thoải mái cho bác xem, không có hề hấn gì luôn nhá. Đấy. Cạo thoải mái này. Đấy. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là túi vuông, chiều cao khoảng 25 cm, chiều rộng 20 cm. Các bác dùng để đựng iPad, iPad hoặc là đựng những cái đồ nhỏ nhỏ cực kỳ là ok luôn. Mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch đều ok hết nhá. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Nhận hàng các bác có thể lấy máy lửa đốt thử thoải mái nhá. Đốt thì đốt cho em vào chỗ da này, đừng đốt cho em vào chỗ chỉ khâu hoặc là chỗ các cái chỗ khác nhá. Đốt thẳng vào phần da này cho em này, lấy máy lửa hơ đốt thẳng vào phần da này. Đấy, rất là ok cho các bác test thoải mái luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một ngăn to này, trong cái ngăn to này thì sẽ có hai ngăn nhỏ, một ngăn thường và một ngăn có khóa này, một ngăn thường, một ngăn có khóa. Tiếp theo là một ngăn bên hông như này và một hai ngăn nữa ở bên hông như này nữa này, hai ngăn nữa ở bên đằng trước như này. Tổng của nó thì rất là nhiều ngăn luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, cái phần tay quai các thứ đều bằng đồng hết, bằng đồng hết nhá. Lên cho em là túi vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Có lên cho em là túi vuông này. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con túi vuông này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic để các bác hát karaoke nhá. Thì nó gọi là dòng mic không dây nhá, mic không dây. Con này thì các bác về nhà thì các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Sau đó thì các bác mở cái tính năng Bluetooth của điện thoại lên. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth vào cho em. Đấy, bắt Bluetooth vào cho em. Đây cái mã sản phẩm này. Đấy, WS858 này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Đó, thì nó rất là rõ luôn nhá. Rất là rõ luôn, độ vang của nó rất là tốt. Các bác có thể dùng để mình hát karaoke hoặc nghe nhạc cũng rất là ok luôn các nhá. Đó, anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Đó, rất là ok luôn các bác nhá. Đó thì một con mic không dây như này. Các bác lên cho em là mic không dây nhá. Có kèm cho các bác là cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100.000 cho một con mic không dây này thôi. Các bác có thể mua về để mình kết nối điện thoại, mình ngao karaoke, nghe nhạc các thứ nhá. Đó, lên cho em là mic không dây này. Mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con mic không dây như này. Rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là nhé. Đây thì nó sẽ là một cái con bàn là rất là chất lượng như này các bác này. Đây, một con bàn là hơi nước nhé. Lên cho em là bàn là hơi nước, giá của nó sẽ là 135.000 cho con bàn là hơi nước như này. Có dây dợ các thứ đàng hoàng, có cốc để các bác đong luôn. Đấy, thì con này về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần này để các bác bóp nước này. Và đây là cái này các bác tháo ra này. Tháo ra để mình cho ấy vào đây cho em. Tháo ra mình cho nước vào đây cho em. Đấy, cho nước vào cái đầu này cho em này. Đây, cho nước vào đây cho em. Đó, tháo ra cho nước vào đây nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Sau đó thì các bác đóng lại này, sập lại cho em. Đấy, rồi mình bóp nước ra nhá. Có công tắc, có điều chỉnh cho các bác luôn, có điều chỉnh nhá. Đấy, không dùng nữa thì các bác lại bóp cái này ấn nó xuống này. Có đèn báo điều chỉnh, có cái phần rót nước cũng như đàng hoàng. Đầy đủ đâu ra đấy luôn. Combo cho các bác một cái bàn là hơi nước như này. Đấy, cái phần gang này của nó rất là dày các bác nhá. Đây, cái phần gang này của nó rất là dày luôn các bác này. Đấy, đây cái phần gang này của nó này, khá là dày luôn thì các bác khi là thì không sợ bị cháy quần cháy áo này. Rất là ok luôn, công suất của nó sẽ là 700W nhá.
điện 220V này, công suất của nó là 700W này. Đó, điện 220V công suất 700W. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá, bàn là hơi nước mini. Đấy, bàn là mini. Đấy, nó chỉ bằng bàn tay này thôi các bác này, bằng bàn tay này thôi. Không về nhà các bác lại bảo sao bé thế nhá. Hàng này là hàng du lịch mà. Đấy, cho nên là lên cho em là bàn là hơi nước mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bàn là mini như này, giá của nó sẽ là 135.000. Đấy, 135.000 nhá. Đấy. Nó sẽ có cả cái ca để cho các bác đong nước vào luôn. Đấy, 135.000 cho con bàn là hơi nước mini nha. Lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Đó. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini này. Bàn là hơi nước mini. Hơi nước này. Mini này, giá của nó sẽ là 135.000 nhá. 135.000 cho con bàn là hơi nước mini này, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox nhá, bộ 5 khay inox, bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món này, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái nồi như này. Đấy, 5 nồi như này. Nồi có nắp hết nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đường kính của nó sẽ là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, thì con này độ dày của nó vừa phải thôi. Các bác dùng để chế biến đồ ăn đồ uống cực kỳ là ok luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy nhá, nồi nào vung đấy luôn, rất là xịn các bác. Đấy. Nồi nào vung đấy. Lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì siêu tiện dụng để các bác sử dụng luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Nồi nào vung đấy, rất là tiện. Đấy. Đường kính to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 này. Con nhỏ nhất đây là 16 này. Đó, nhỏ nhất đây là 16 này. Còn con to nhất thì của nó thì sẽ là 24cm nhá. 24cm và của nó là 5 món. Đấy, 5 món. Đấy, thì lên cho em là bộ nồi 5 món. Các bác có thể bỏ chồng vào nhau rất là tiện. Đây. Đấy, mình cứ thế là mình bỏ chồng vào nhau thôi. Đấy. Con này là con to này là 24cm này. Con này của nó sẽ là 22cm này. 22cm. Sau đó thì đến con là con này là 20cm nhá. 20cm này. Đến con 16cm này và đến con 18cm là con 16cm. Sau đó thì các bác lại đậy nắp lại chồng nhau. Cái này thì các bác có thể bỏ vào trong tủ để mình cất đi, nó rất là tiện và khi mình lấy ra sử dụng thì nó khá là đa di năng luôn. Combo cho các bác một bộ như này, giá của nó sẽ là 140.000. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi 5 món. Bộ nồi này 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 thì bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì nó không quá dày đâu. Cái này thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn đều ok. Đấy, thì đựng thức ăn sống, thức ăn chín đều được hết nhá. Nó rất hợp lý, đựng để bỏ tủ lạnh được. Lên trên là bộ nồi 5 món. Đây, từ 24 đến 16 giá của nó sẽ là 140.000. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Rất vui, trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi, ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Chúc quý cô bác anh chị có một sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như là công tác của mình. Đặc biệt là chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác cái móc khóa bằng da nhá. Đây, cái móc khóa da bò như này. Cái này nó chỉ có một cái miếng da bò này, một miếng da bò và một cái quai như này. Thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Đó, và cái giá thì chỉ có 5k cho cái móc khóa da bò này thôi nhá. Đấy, thì con này đơn giản là về các bác treo vào cái móc khóa để cho mình dễ tìm chìa này. Đấy, nó khỏi bị thất lạc, khỏi bị mất. Nôm na như vậy. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Giá của nó sẽ là 5k cho một chiếc móc khóa da bò như này. Đấy, lên cho em là móc khóa da bò này. Đó, móc khóa da bò. Móc khóa này, đó, móc khóa da bò này, giá của nó sẽ là 5k nhá. 5.000 trong chiếc thôi. Đó, bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đây, các cái màu da bò tự nhiên rất là đẹp này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu. Có cho các bác là màu nâu và màu đen. Đó, màu nâu và màu đen. Hàng thì hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in USA nhá. Của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có hai màu, màu nâu và màu đen. Kích thước thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng từ 1m1 đến 1m3. Đấy, kích thước là nó sẽ ngẫu nhiên nhá. Đấy. Kích thước thì nó sẽ là ngẫu nhiên thôi, tại vì là cái hàng này nó sẽ là hàng da thật các bạn, hàng da thật cho nên là khi người ta sản xuất thì nó sẽ cắt theo miếng da nhá, cắt theo miếng da. Đấy. Và nó sẽ có hai màu như này, màu đen và màu nâu. Còn mặt thì bên shop sẽ gửi mặt ngẫu nhiên thôi. Và nó sẽ là mặt đúc như này, mặt đúc nhá, mặt bằng thép đúc nhá. Và của nó sẽ là thuộc dạng con lăn nhá, thuộc dạng con lăn, rất là ngon lành cho bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là da bò tự nhiên nhá.
Da này thì em các bác về các bác có thể test đốt thử thoải mái cho em luôn. Đấy, đốt thoải mái, đốt không cháy các bác nhá. Đốt không cháy luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, made in USA nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Và nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau nhá. Đây đây em đo từ đầu đến cuối này. Đấy. Nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau này. Đấy các bác thấy không? Đấy, như hai con này nó lệch nhau khoảng 5 phân này. Thì kích thước của nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò Mỹ này. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá của nó sẽ là 190k cho một con thắt lưng nhá. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng khóa con lăn như này thì nó rất là tiện dụng này. Các bác chỉ cần là đẩy vào như này cho em này, đẩy vào như này cho em. Đó, sau đó thì các bác đẩy cái con lăn này vào này, đẩy con lăn này vào là chết đứ đừ luôn các bác nhá, chết đứ đừ luôn. Chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên. Con này về nhà các bác có thể test lấy máy lửa ra đốt thoải mái cho em. Đấy, đốt thoải mái cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, cũng là hàng ví của Mỹ luôn và nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, made in USA các bác này, made in USA. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con thắt một con ví da bò như này giá chỉ có 120.000 thôi. Đây, hai màu này, màu đen và màu nâu này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là kiểu dáng ví truyền thống nhá. Sẽ có cho các bác là một ngăn khóa này. Đấy, có cho các bác là một ngăn khóa như này. Chất liệu 100% da bò đây. Các bác có thể test đốt thoải mái luôn và có các cái ngăn phụ như này. Đấy, và có các ngăn để giấy tờ này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, ví của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là ví da bò, nó sẽ có màu đen và màu nâu và giá sẽ là 120.000. Đó, lên cho em là ví da bò nhá. Quay lên cho em là ví da bò này. Ví da bò, giá sẽ là 120k một chiếc thôi, 120.000 một chiếc ví da bò nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về xem những cái chổi này đi. Các bác lên cho em là chổi các bác lên cho em là chổi chữ nhật nhá, lên cho em là chổi chữ nhật này. Đấy, nó sẽ là một con chổi tự vắt như này. Đấy, chiều dài hình chữ nhật như này. Nguyên cái phần chổi này của nó thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ có tự vắt luôn. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cho em cái cán này vào này. Đấy, lắp cho em, xoáy cho em cái cán này vào. Đó, xoáy cán này vào này. Tiếp theo thì xoáy tiếp một cái cán nữa này. Chiều dài của nó thì khoảng 1m2, 1m3 nhá. 1m2, 1m3. Đó. Và khi các bác sử dụng thì các bác xoay đi cho em. Đó, xoay đi cho em là xong này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo đi như này này. Đấy, đây. Cái này nó kéo như này là công năng của nó là để gạt nước này, gạt rất là sạch và khô luôn. Đấy, vừa gạt vừa giặt này, vừa gạt vừa giặt như này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại như này là nó sẽ giặt và vắt cho các bác luôn. Đấy, sau đó thì các bác kéo lên như này, xoay ra là mình sẽ lau thôi. Đấy, nó rất là đơn giản như vậy nhá. Đấy, rất đơn giản như này. Con này của nó thì có xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ các bác nhá. Đó, xoay 360 độ như này và các bác có thể dùng để lau này. Đấy, xoay để đẩy vào các ngóc ngách rất là ngon luôn. Sau đó thì mình lại đẩy vào đây mình vắt như bình thường nhá. Đấy, vắt thì các bác vắt vào đây cho em này, rất là tiện thôi này. Đấy, đẩy vào đây để mình vắt này. Khi vắt thì các bác lại đẩy vào đây cho em và đẩy cái này xuống để vắt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện nhá. Còn tháo gọn thì nó sẽ như này. Về nhà các bác lắp vào. Và mỗi một cái chổi này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái miếng mút nữa. Đấy, có kèm thêm một cái miếng mút như này là hai miếng mút nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 120.000. Xin lỗi các bác em nhầm giá nha. Con này hàng về cho các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đó, chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con chổi chữ nhật. Đấy, hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải chậu rửa, chậu giếc gì cả. Phức tạp mất công nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại này sẽ là tự giặt tự vắt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Tại vì bên shop có một cái mẫu chổi tự vắt nữa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là chổi tự vắt các nhá. Đấy, chổi tam giác tự vắt thì qua lên cho em là chổi tam giác nhá. Con này thì nó sẽ là một cái hình tam giác như này và nó cũng là thuộc cái dòng tự vắt. Về nhà thì các bác cũng xoáy vào cho em. Đấy, nó sẽ có gen như này các bác này. Về nhà các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Đấy, xoáy nấc như này. Chiều dài của nó thì tương đương nhau thôi, nó cũng là 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy, các bác đẩy cái này lên cho em. Đấy, tự vắt rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần kéo này nó sẽ tự vắt này. Đây nhá, nó tự vắt này các bác này. Đấy, kéo vào như này nó xoắn vào nó sẽ tự vắt này. Và xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ như này thì các bác có thể lau được tất cả các cái ngóc ngách rất là tiện luôn. Nó rất là ngon lành nhá. Và chiều dài của nó thì cũng khoảng 1m2, 1m3, nó sẽ là 3 khúc như này. Về nhà các bác xoáy vào cho em. Đó. Khi ra thì nó sẽ là 3 khúc như này các bác này. Đấy, 3 khúc như này. Rất là ngon lành luôn. Các bác có thể xoay 360 độ rất là ok nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác. Đây, tự vắt này các bác này. Đấy, các bác kéo này nó tự vắt nhá. Đấy, tự vắt tự giặt luôn. Nó cũng giống như con kia, nhưng mà một con thì nó sẽ là hình tam giác và một con thì nó sẽ là hình chữ nhật. Thì con này các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, chổi tam giác. Đấy, chổi tam giác tự vắt, giá thì
Bên shop đang gửi tới bác một con chuỗi tam giác tự bắt thế này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Con này thì sẽ là 100k. Con này thì sẽ có một miếng mút thôi nhá. Đấy, một miếng mút thôi. Còn nếu các bác mua kèm thì bên shop sẽ bán cho bác là 25.000 cho một cái miếng mút như này nhá. 25.000 cho một cái miếng lót như này. Miếng thay như này thì các bác có thể sử dụng để mình thay thế, nó cũng rất là hợp lý. Miếng lót này thì 25.000. Đấy, còn con kia thì nó sẽ có kèm cho các bác là hai miếng lót luôn. Đấy, kèm một miếng và kèm thêm một miếng nữa, tức là khi các bác nhận được là sẽ có hai miếng lót. Còn con này thì các bác phải mua kèm thêm là sẽ là 25.000. Lên cho em là chổi tam giác nhá, chổi tam giác này. Đó. Chổi tam giác. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con chổi tam giác. Còn con tự bắt kia thì giá của nó sẽ là 80.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Các bác lên xem là bàn chải Hàn Quốc này. Đấy thì nó sẽ là được làm từ sợi than tre nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc được làm từ sợi than tre. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo 20.000 là 4 chiếc nhá, 20.000 4 chiếc. Đấy. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 30 cái nhá. Hộp 30 cái này thì bên shop sẽ bán cho bác với giá đó là 110.000 cho một hộp 30 chiếc. Ở đây thì nó sẽ là được làm từ than tre hoạt tính nhá. Đấy, đầu bàn chải này thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, cực kỳ là mềm. Đấy, mềm mịn, đánh răng thì chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Bác nào viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng dùng cái bàn chải này nó rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, đến từ Hàn Quốc các bác này, Korea nhá. Con này thì nó đang bán ở trong các siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 này, 36.000 cho một chiếc như này. Đó, hàng của Hàn Quốc Korea đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, được làm từ sợi than tre nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái nhá. Hộp này là 30 cái này. Đấy, 30 chiếc này. Đấy, hàng của Hàn Quốc hết nhá. Hộp 30 cái. 30 cái thì giá của nó sẽ là bằng 110k nhá, 110.000. 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và còn 4 cái thì sẽ là bằng 20.000 nhá. 20.000 cho 4 chiếc. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 và 30 cái sẽ là 110.000. Đó, bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ dao động là từ 30 đến 35 lưỡi tùy theo lô nhá. Có lô thì 30, có lô thì sẽ là 35 các bạn. Đấy, nó sẽ dao động tùy theo lô. Thì hàng nó về theo lô thì em cũng cứ nói áng chừng vậy. Có lô thì là 30, có lô thì 35 và có lô thì nó lại là 36 lưỡi. Thì tùy theo thôi. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một bàn cạo này, một bàn cạo, một hộp kem này, một bàn cạo, một hộp kem. Kèm cho các bác là tầm khoảng từ 30 lưỡi nhá. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi như này. Đấy, bộ 30 lưỡi như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lấy lưỡi ra lắp vào cho em. Đấy, bộ đôi lưỡi kép như này. Bộ đôi lưỡi kép này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Về nhà các bác lắp vào bàn cạo là mình dùng thôi. Đấy. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi. 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem. 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ gửi đến cho các bác giá là 60.000 nhá, 60.000. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Đấy. Bộ lưỡi kem. Đấy, bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 30k nhá. À 60.000 các bác nhá. 60.000 cho bộ 30 lưỡi kem như này, giá sẽ là 60k nhá. Đấy, em xin lỗi nhầm. 60.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lon chày nhá. Đấy, bộ lon chày như này thì các bác lên cho em là lon chày 10 các bác lên cho em là lon chày 13 nhá, 13. Con này thì đường kính của nó sẽ là 13 cm. Đấy, lên cho em là bộ lon chày 13 nhá. Đấy, lon chày 13. Đấy, đường kính của nó là 13 cm. Rất là to khủng khiếp luôn thôi nhá. Đấy, rất to khủng khiếp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, rất là to luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Inox 304. Cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, lên mã cho em là bộ lon chày 13. Lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000 cho một cái bộ lon chày 13 như này. Bộ này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt gia đình nhà mình, như là giã cua này, rồi giã hành, giã tỏi, rồi nói chung là giã lạc, giã bừng, nói chung là ok hết nhá. Bằng inox 304, đường kính của nó sẽ là 13 cm nhá, 12,7 tức là 13 cm. Và có nắp như này. Đấy, và có nắp như này các bác này. Khi mà đã có nắp như này rồi thì các bác sử dụng nó rất là tiện này. Đấy, có nắp này sử dụng nó rất là tiện, nó không bị bắn các thứ ra ngoài nhá. Khi mình giã nó không bị bắn ra ngoài. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ lon chày 13 nhá, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên cho em là lon chày 13 này. Đó, lon chày 13 nhá. Lon chày 13 giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái bộ lon chày 13 như này. Rất là tuyệt vời ông mặt trời cho các bác luôn. Đó, 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lọc rác các bác nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là lọc rác inox nhá. Lọc rác bằng inox như này.
lên cho em là lọc rác inox. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là cái lọc rác inox này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 15.000 trong chiếc như này nhá. Các bác lên cho em là lọc rác inox này. Đó. Lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k nhá. 15.000 cho một con lọc rác inox như này. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt gia đình nhà mình. Đấy thì đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Con này. Đấy. Không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa, độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu gom sạch cẩn thức ăn thừa, không làm tắc bồn rửa, không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa, độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu. Các bạn lấy lên cho em là lọc rác inox nhá. Giá của nó sẽ là 15k rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi từ vắt các bác nhé. Các bác lên cho là chổi từ vắt. Bộ sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 chi tiết. Đây, 3 chi tiết như này. Bao gồm cho các bác là một cái thân chổi như này. Thế này thì mới đầu thì các bác kéo nó sẽ hơi nặng tay một tí, nhưng mà khi mà các bác cho cái dầu lau vào đây, thì nó sẽ trơn đi và kéo rất là dễ dàng thôi. Thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu này vào này. Đây. Cái đầu này thì các bác xoáy vào đây cho em này. Xoáy vào đây cho em. Đó. Con này thì nó khá là dài luôn, khoảng 1m2, 1m3 nhá. Các bác có thể lau được mọi vị trí luôn, trên trần nhà rồi trên tường, tủ bếp, tủ viết các thứ này, rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất dài luôn. Và ưu điểm của nó là xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Khi vắt thì lưu ý các bác là tay trái thì các bác cầm phần thân chổi như này, và tay phải thì các bác cầm cái phần màu trắng, tay trái cầm màu xanh, tay phải cầm màu trắng. Kéo đều này cho em. Đây, đấy, kéo đều này cho em là nó vắt được này. Đấy, các bác chỉ cần kéo này cho em. Kéo này cho em là ok nhá. Là nó sẽ xoắn vào này, xoắn vào là nó sẽ vắt kiệt hết luôn các bác này. Đấy, nó sẽ xoắn này nó vắt kiệt hết luôn các bác nhá. Rất là tiện. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100.000 cho một con chổi tự vắt này thôi. Các bác lên cho em là chổi tự vắt hoặc là chổi tam giác nhá. Lên cho em là chổi tam giác, nó hình tam giác như này. Đấy, và nó sẽ tự vắt được luôn. Lên cho em là chổi tam giác, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đó, các bác lên mã giúp cho em là chổi tam giác, giá của nó sẽ là 100k. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là chổi tam giác nhá. Đó, chổi tam giác này. Đó, chổi tam giác giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một cái mã chổi tam giác như này. Đây, video thực tế cho bác xem luôn. Các bác nhá, có cái chổi này thì nó rất tiện này, các bác có thể lau tủ này, lau dưới sàn nhà này, rồi tất cả các khu vực luôn. Đấy. Nó xoay 360 độ cho nên các bác lau được hết nhá. Lau kính, lau giếc này. Vắt thì rất đơn giản, các bác chỉ cần kéo này là nó sập và nó sẽ tự vắt luôn, rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác có thể tự vắt rất là tiện luôn. Nó sẽ tự vắt luôn và không cần phải động tay, rất là tiện. Đấy. Rất là khô, sạch sẽ, lau trên trần này, lau dưới sàn này, lau tủ, lau bàn ghế này, lau ngóc ngách này. Đấy, và rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy. Đa di năng luôn. Đó. Giá thì bên shop gửi tới bác giá là 100k nhá. Và bên shop có bán kèm cái miếng mút này nhá. Cái miếng mút này sẽ là 30.000, à 25.000 cho một cái miếng lót như này. Các bác mua miếng lót thì sẽ là 25.000 cho một cái miếng lót như này nữa, thì các bác có thể mua về để mình tháo ra mình thay thế nhá. Đấy. Thì các bác lên trên là chổi tam giác giá sẽ là 100k. Đấy, còn miếng lót thì miếng thay thì các bác lên trên là miếng thay nhá. Miếng thay thì sẽ là 25k. 25k cho một cái miếng thay như này nhá. 25.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái võng dù quân đội Nhật nha các bác nhá. Võng dù quân đội Nhật này. Đây, nó sẽ là một cái võng dù như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái võng dù này rất là tiện này. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng từ 1m8 đến 2m và khổ ngang của nó thì khoảng là 70 nhá. Khổ ngang của nó thì khoảng 70. Đó, 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy. Khổ ngang của nó thì khoảng 70-80. Rất là rộng luôn đấy các bác. Khổ ngang của nó thì khoảng 80 nhá. Rất là rộng luôn. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Đấy. 2468 nhá. Đó, đây. Rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Cái này nó đưa cả màu đen của đứa nào đấy? Các bạn lên cho em là võng dù nhá. Hàng của nó sẽ là hàng dệt 3D cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng dệt 3D rất là cao cấp nhá, thoáng khí nhá. Đấy, dây đai, dây điếc của nó này, dây đai rất là chắc chắn luôn. Dây đai rất là chắc chắn này. Và có quai như này, có quai đeo này các bạn này. Có quai này rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đó. Võng dù quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Qua lên mã giúp cho em là võng dù này. Đó. Võng dù này.
võng dù quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái võng dù quân đội Nhật như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái tai nghe hàng của thương hiệu EarPods Pro nhá, tai nghe của iPhone. Thì bên shop về cái lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu trắng. Con màu đen này thì hàng nó sẽ chất hơn một chút, thì cái giá của nó sẽ là lệch hơn 10.000. Đấy, con màu trắng là 160.000 và con màu đen này sẽ là 170.000. Đây em sẽ bóc ra cho các bác xem. Đó. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu. Còn có chót nhận phải cái mà em bóc ra rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, không sao cả đây. Hàng của EarPods Pro nhá. Hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày cho các bác sử dụng, cho nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. EarPods Pro đây. Hàng của California bác này, California. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Nhật nhá, hàng của Mỹ và sản xuất ở Nhật các bác nhá. Đấy, đây con này. Made in Japan con này. Đây, hàng sản xuất ở Nhật nhá, Made in Japan. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, có màu đen và màu trắng nha. Màu đen này thì giá sẽ là 170.000. Hàng Made in Japan con này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, Made in Japan nhá, EarPods Pro. Đó đây. California này, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và sẽ có kèm cho các bác là các cái miếng lót này. Đấy, một cái cáp sạc này, một cáp sạc và bốn cái miếng mút như này. Đấy, bốn miếng mút như này để các bác sử dụng nhá. Đó. Bốn cái miếng mút này để các bác sử dụng. Đấy, để các bác sử dụng cho nó vừa cái khổ tai của mình nhá, để các bác thay thế nữa. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone hoặc tai nghe không dây thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Màu đen thì sẽ là 170.000, màu trắng 160.000. Lên cho em là tai nghe iPhone này. Đó. Tai nghe iPhone, đấy, tai nghe iPhone. Màu đen thì sẽ là 170k nhá, màu đen 170k. Màu trắng thì sẽ là 160k nhá, 160k cho màu trắng. Thì các bác lấy màu trắng thì lấy, màu đen thì lấy nhá. Đây, con này của nó sẽ là màu trắng này. Đấy, con màu trắng đây. Đấy, con màu trắng thì nó chỉ khác nhau về cái màu thôi. Đấy, khác nhau có màu thôi các bác nhá. Đó, màu trắng là 160.000, màu đen là sẽ là 170.000 các bác. Đấy, màu đen sẽ là 170.000. Đó. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đèn đuổi muỗi nhá. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào điện này thôi là nó sẽ có cái tính năng đuổi muỗi này và là một cái đèn ngủ nữa luôn, vừa làm đèn ngủ vừa đuổi muỗi rất là tiện. Lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Lên mã giúp cho em là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là 45k nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi 45k một chiếc, 45.000 cho một chiếc như này. Thì các bạn này, đấy. Hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe. Đấy, cắm đấy đấy. Trong bán kính 20m2, xanh tuyệt đối không có côn trùng nào dám bén mảng đến. Đây các bạn này. Nhà nào có người già trẻ nhỏ nên trang bị đặt nhiều chiếc trong nhà của bạn thay thế cho đèn ngủ mà giá chỉ có 50.000. Đấy. Bên này họ còn bán 50.000 cơ, bên em bán có 45.000 thôi. Đuổi muỗi, côn trùng và sóng siêu âm. Và hoàn toàn không gây hại đến sức khỏe người dùng. Trong bán kính 20m2 sẽ tuyệt đối không có côn trùng nào dám bén mảng đến gần. Nhà nào có người già trẻ nhỏ nên trang bị đặt nhiều chiếc trong nhà của bạn thay thế cho đèn ngủ mà giá chỉ có 50.000. Đó, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Thì con này thì khi về nhà các bác thì các bác cắm điện trực tiếp cho em như này. Đấy, đây các bác này. Đấy thì con này nó thuộc dòng cảm biến nhá. Thuộc dòng cảm biến thì phải là ban đêm tối hẳn thì đèn nó mới lên nhá. Ban đêm tối hẳn thì đèn nó mới lên các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai nấc như này. Các bác nhá, để cho các bác lựa chọn này. Đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá thì chỉ có 45.000 thôi. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy, họ đang bán 50.000, bên em bán có 45.000 thôi. Rẻ hơn 5.000 rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khô Ấn Độ nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ. Lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ nhá. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là nước hoa khô Ấn Độ. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá. 60.000. Đấy các bác lên cho em nước hoa khô hoặc nước hoa sáp được, nó rất là thơm luôn. Đấy, có các cái mùi hương khác nhau này. Đấy, các mùi hương khác nhau rất là thơm luôn. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này, một cái lọ nước hoa như này. Đây các bác này, đấy nó sẽ là thuộc dòng sáp như này. Các bác chỉ cần lấy một ít như này. Các bác có thể bôi lên tay này hoặc là bôi lên phần thái dương hoặc là bôi vào các cái vị trí nào mình cần phải bôi. Các bác nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Nó sẽ là mùi sáp, nó sẽ là thuộc dạng sáp thơm, rất là thơm và lưu hương rất là lâu nhá, lưu hương rất là lâu luôn. Đó, rất là thơm và lưu hương rất là lâu. 3 lọ, 3 hộp, mỗi hộp 10g. Và nó có 3 hộp hàng của Ấn Độ nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa sáp nhá. Nước hoa sáp, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là nước hoa sáp, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy,
lên mã giúp cho em là nước hoa sáp này. Đó. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 60k nha, 60k cho một hộp nước hoa sáp như này. Giá sẽ là 60.000 các bạn này, 60.000. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó. Đó là cái đèn 3 màu các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là LED 3 màu. Cái này lên là LED 3 màu à? LED 3 màu hay là bóng 3 màu? Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Con bóng này thì nó sẽ có 3 màu cho các bác luôn. Đấy. Giá thì của nó sẽ là 30.000 cho một quả này. Đấy, và nó sẽ có 3 màu nhá. Đầu tiên là sáng trắng này, sáng vàng này và sáng trung tính nhá. Đấy. Sáng trắng này, vàng này và trung tính này. Đấy. Thì con này công suất của nó sẽ là đi đây. Công suất của nhà sản xuất đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W. Đấy, 12W và nó sẽ có 3 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 30.000 cho một quả như này. Nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa và đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, đuôi E27, đuôi xoáy phổ thông. Đây, bác chỉ cần xoáy vào này cho em là xong. Xoáy vào, bật công tắc lên. Đấy, đầu tiên là sáng trắng này. Đấy, tiếp theo là đến sáng vàng này và sáng trung tính này. Đấy. Lên cho em là bóng 3 màu nhá, bóng 3 màu. Giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Rất là ok cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Đó. Bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một quả bóng 3 màu như này, 30.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân các bác nhá, cái cân. Đây, cân này thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy. Hàng đợt này về thì không có pin đâu, không có pin về nhà, các bác tự lắp pin ở nhà mình vào thôi. Đấy, cân này tổng cân của nó sẽ là được 5 cân. Đấy, 5 cân. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một con cân 5 như này. Các bác dùng để cân trong nhà bếp nhà mình rất là ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là cân 5. Đấy, lên cho em là cân 5 này. Đó. Cân 5, giá của nó sẽ là 50k nhá. Hàng này thì lô này về sẽ là không có pin nhá. Không có pin. Đó, về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Cầm cái đĩa ra đây em nọ lại vứt đi đâu rồi. Lên cho em là khay úp cốc này. Đấy, nó sẽ là một cái khay cốc như này. Hàng bằng inox nhá, inox. Và nó sẽ mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Các bác có thể để trên bàn như này để mình trang trí đây. Đấy, để mình trang trí hoặc là mình làm các cái úp cốc, úp chén rồi. Nói chung là vừa trang trí trên bàn luôn, đề co rất là đẹp. Màu sắc của nó đẹp, trang nhã. Đấy, sạch sẽ, sang trọng. Và các bác có thể dùng để đề co trang trí này. Đấy, hoặc là mình dùng để úp cốc, úp chén này. Có cái đĩa này các bác lắp vào đây cho em nhá. Đấy, lắp vào để khi mà nước nó lắng ra thì nó sẽ chảy vào đây. Đấy, không cần nước nữa thì các bác lại bỏ ra. Đấy, các bác lại bỏ ra, mình xả nước đi sau đó thì mình lại lắp vào. Xả nước đi sau đó thì mình lại lắp vào cho em. Rất là đơn giản, dễ sử dụng thôi. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con khay úp cốc như này. Giá rất hợp lý cho anh em luôn. Đấy, một cái này thì nó sẽ úp được 6 cái cốc và chiều sâu của nó rất là lớn, thì các bác úp những cái cốc dài không sợ nó bị lật đổ nhá. Đó, khay úp cốc này. Cầm cho anh cái bóng 5 cánh đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm. Đó là cái bóng đèn nhá. Đấy, bóng đèn đây. Thì nó sẽ có cho các bác là dòng đèn 8 cánh này. Đấy, bóng này sẽ là bóng 8 cánh nhá. Đấy, nó sẽ là bóng 8 cánh như này. Một quả bóng 8 cánh siêu sáng cho bác luôn. Giá thì sẽ là 190.000. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Đấy, nó sẽ có 8 cánh như này. Rất sáng luôn đây các bạn, em xoáy cho các bác xem này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng 8 cánh nhá, hàng 8 cánh đây. Siêu sáng luôn các bạn này, rất là sáng luôn. Đấy. Con này thì sáng chói chang luôn. Đấy, cầm cho anh cái bóng 5 cánh. Sáng chói chang luôn các bác nhá. Đó, và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W nhá. Sáng mờ mắt luôn các bác này, sáng mờ mắt luôn. Con này các bác có thể treo lên các cái vị trí nào mình cần lấy sáng nhiều, hoặc là để làm các công việc, hoặc là nói chung là sử dụng đa di năng được luôn. Đấy, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. Đó, đèn 8 cánh này. Đèn 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đèn 5 cánh này. 5 cánh bao nhiêu? 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 5 cánh này. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn 5 cánh nhá. Đấy, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh, giá của nó sẽ là 120k. 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Con này thì nó cũng rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn.
Con này thì công suất của nó có 100W thôi con nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 100W này, cũng rất là sáng luôn con này. Đấy, sáng khủng khiếp luôn, sáng tưng bừng, sáng chói chang luôn con nhá. Đấy, sáng tưng bừng, sáng chói chang luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 các bác nhá. Đấy, 120.000 thôi. Con này thì nó sẽ là dòng 5 cánh, dòng 5 cánh như này, có thể gấp gọn rất là tiện. Đấy, 5 cánh gấp gọn rất là tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng để làm các cái công việc cần về độ sáng cao thì rất là ok. Đấy, độ sáng cao rất là ok luôn. Đấy, rất hợp lý. Giá cũng rất là hợp lý để gửi tới các bác thôi. Thì cái con đèn 8 cánh sẽ là 190, còn con 3 cánh thì giá của nó sẽ là 5 cánh thì sẽ là 120.000. Rồi ok. Ấm LED pháo hoa bên shop lại cập nhật để gửi tới các bác nhá. Đó. Rất là kinh điển luôn các bác nhá. Một cái siêu phẩm rất là kinh điển để gửi tới các bác luôn. Đó, đây. Chế độ nháy rất là nhiều luôn các bác nhá. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Bùm. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Rất nhiều chế độ với nhiều biểu màu khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, em đang điều chỉnh cho các bác xem đây. Đấy, tay em đang bấm điều khiển để điều chỉnh nhá. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đó. Nháy ra, nháy vào này, thu ra, thu vào này. Rất nhiều chế độ luôn. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã các bác nhá. Đó, rất là đã luôn. Đấy. Rất nhiều chế độ với nhiều cái kiểu nháy khác nhau. Đó, em đang Hello chào bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm rất là hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái LED pháo hoa nhá. Các bác lên cho em là nháy pháo hoa đi, nháy pháo hoa tại vì nó có nhiều chữ LED rồi. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá. Đấy. Nháy pháo hoa này. Đó, giá thì năm nay về giá rất là tốt cho bác luôn. Năm ngoái bên em bán là 250.000. Năm nay 250k nhá. Về cho bác giá chỉ còn là 180k thôi. 180k cho một bộ là nháy pháo hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần như này để về các bác cắm này. Đấy. Cái này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em nhé. Đó, và một cái lõi này. Một cái lõi thì các bác cắm đúng phần tia cho em. Đó, và một bộ điều khiển nhé. Đấy. Sản phẩm sẽ combo 3 món như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB, ổ cắm điện thoại nhà mình nhá. Đó. Đây em sẽ cắm kết nối cho bác xem luôn. Nó sẽ có một cái phần dây như này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Bỏ cho anh cái kéo ở đây nè. Đấy, thì các bác cứ cắm cho em từng cái một nhá. Đầu tiên là các bác cắm cái này vào cổng USB này. Đấy, cắm cái này vào cổng USB cho em. Đó. Cắm cái này vào cái cổng USB các bác nhá. Đó. Thì đây, các bác cắm vào cái cổng USB cho em. Đó. Khi mà mình các bác cắm ở ổ USB là nó sẽ lên như này nhá. Nó sẽ lên nháy như này các bác này. Bật cái quạt. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, các bác lưu ý là cắm cái ổ USB, cắm cái ổ điện vào, cắm cái đầu USB này vào cái ổ chân cắm sạc nhá để cho nó lên nhá. Đấy, khi đã lên rồi thì các bác bắt đầu là mình lấy kéo mình cắt cái này ra cho em này. Cái này nó là dạng là LED nháy và nó dán nhá. Thì khi các bác kết nối ấy, thì đầu tiên là các bác cắm cho em là khi mà nó vào cái phần này là nó là cái phần cái đuôi nhá. Cái phần đuôi thì các bác cắm đúng vào cho em vào cái rắc của cái chân màu vàng này. Đây, cắm đúng vào cái chân màu vàng này cho em. Đó. Cắm cái chân màu vàng này cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có là cái chân màu vàng như này. Thì các bác cắm vào thì cái này nhiều khi nó dán nó sẽ bị lệch. Thì các bác kết nối cho em thì nó chỉ có một trong hai cái chân này thôi. Thì nó sẽ có là một trong hai chân thì các bác cứ kết nối làm sao cho nó ăn vào là được. Sau đó thì các bác tiếp tục bóc ra nhá. Nó sẽ có các cánh như này. Và các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em, cắm nối tiếp vào cho em như này. Đấy, ví dụ cắm mà cánh này nó lên là ok. Vậy như này là lên rồi các bác nhá. Đấy, như này sẽ là lên rồi các bác này. Đó, thì ví dụ như cái này nó sẽ là lên như này này. Đấy, thì sau đó các bác là cứ tiếp tục là mình cắt tiếp ra nhá. Đấy, cắt tiếp ra cho em. Đấy. Thì đây nó sẽ có là các cái phần như này để các bác bóc ra để mình dán lên tường mà. Đó, sau đó thì mình cắt ra, mình lại cắm tiếp vào cho em. Cứ cắm lần lượt như này. Cắm bao giờ đến hết các cánh thì thôi nhá. Đấy, cắm lần lượt như này. Cắm đúng đầu đúng rác cho em. Bao giờ hết cánh thì thôi. Đấy các bác thấy không? Đó. Và cứ bóc ra. Đấy, các bác cứ bóc ra như này. Bóc ra này mình cắt ra mình dán vào cho em. Cắt ra mình cắm vào cho nó lên nhá. Cắm vào cho nó lên. Đó, cắm hết lượt rồi cho em. Đấy, đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy, cái video này em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nhá. Các bác cứ cắm hết lượt này cho em. Cho cái cánh này nó lên này. Sau đó thì các bác có thể là dán trực tiếp lên tường này, lên phòng ngủ, khách sạn này, nhà hàng để các bác để co trang trí nhá. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ dán lên cho các bác xem nhá. Đấy, tí nữa em sẽ bóc xem là xong là em sẽ dán lên cho các bác xem. Sau đó thì em sẽ điều khiển các cái chế độ cho các bác xem nhé. Điều khiển các cái chế độ cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có các cái cánh như này. Các bác cứ cắt ra nhé. Nó sẽ có phần
băng dính để mình dán được luôn. Đấy, nháy rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đó. Giá thì một cái bộ led pháo hoa này sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Đó. Bộ này thì đỉnh cao luôn, rất là đẹp. Đó, và nó sẽ có các cái cánh như này. Đấy, đây em sẽ cắt ra sau đó thì em sẽ dán lên cho các bác xem. Đó. Nó sẽ có từng phần này nhá. Cái dây của nó là dây, cái dây dính này của nó sẽ là hết vòng. Thì các bác về các bác cứ cắt ra hết lượt là xong. Đó. Cắt ra cho em. Đó. Cắt hết lượt ra cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho một bộ led pháo hoa như này thôi. Đấy. 180.000 thôi nhá. Đó. Nó sẽ có miếng dán như này về nhà các bác dán lên tường cho em là ok luôn. Đó. Các bác cứ cắm lần lượt vào như này cho nó lên hết. Đấy, cho nó lên hết lượt đi. Sau đó thì mình bóc ra mình dán lên tường cho em là ok nhá. Đấy, của nó thì nó sẽ đủ cánh cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó. Đủ cánh cho anh em luôn, cho các bác luôn. Đó. Rồi. Sau đó thì nó sẽ khi mà đã lên hết như này rồi nhá thì các bác có thể dùng điều khiển để mình điều chỉnh này. Đây. Đấy, điều khiển thì khi các bác điều khiển thì các bác cắm vào cái ổ USB này xem nhé, cắm vào cái chân điều khiển vào cái ổ USB này nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ nháy ra nháy vào này, các chế độ nháy các kiểu con này điều luôn nhá, nó rất là ngon luôn. Đấy, các màu như này này. Đó, bây giờ em sẽ dán lên tường cho các bác xem nhá. Đây các bác nhá, đấy khi mà mình bật lên là nó sẽ như này các bạn này. Đấy, và cái điều khiển này thì nó sẽ điều chỉnh được các chế độ nhấp nháy khác nhau nhá. Đấy, em sẽ điều chỉnh hết các chế độ cho các bác xem này. Đó, các bác thấy không, rất chất lượng luôn nhá. Đó, đây thì em chỉnh cái chân quay cho nó cố định để cho các bác ngắm nghía cho nó đẹp. Đó, đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, và có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy, các bác thấy không, rất nhiều chế độ điều chỉnh cho các bác xem luôn, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó, đây từng chế độ một luôn. Chế độ này là chế độ auto này. Đó, auto là nó sẽ tự đổi màu này các bác này. Đấy, chế độ auto này. Đó, chế độ auto này. Tiếp theo thì đến chế độ bắn liên hồi này. Đó. Đấy, cái này là bắn lên nhá. Đấy, cái này là bắn xuống này. Đó, các bác thấy không? Đây. Cái này là bắn tung tóe này. Đấy. Đấy, cái này thì lại nháy theo kiểu là theo nhịp này. Đấy, rồi bắn liên tục các bác này. Đó. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất nhiều chế độ luôn các bác này. Đó. Nháy ra nháy vào nha, rất nhiều chế độ luôn. Con này thì cực kỳ là hit hot luôn nha. Năm ngoái bên shop bán rất là nhiều các bác nhá. Đó. Nó rất là nhiều cái kiểu nháy, chế độ nháy khác nhau. Đó. Đây là em đang điều khiển bằng cái điều khiển từ xa nhá. Đó đây, con điều khiển từ xa này các bác này. Đó, em đang bấm điều khiển từ xa để em điều chỉnh đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Đấy. Đây. Đấy, nháy thu vào này, nháy thu ra này. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác nhá. Đó. Đây. Đảo màu các kiểu con này điều luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, nháy vào nháy ra này, bắn tứ lung tung luôn các bác, đẹp chưa? Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Nháy liên hồi luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Ui giời. Tung tóe luôn các bác này. Đó. Bùm. Đấy. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh lựa chọn các bác nhá. Đó, nháy ra nháy vào này, bắn lên bắn xuống này. Ấy, coi theo. Rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Rồi ok. 200 triệu. Này bên shop về rất nhiều mã hàng thì em lại tiếp tục lên video gửi tới các bác nhá. Vít cân ký lại tiếp tục về nhá. Rồi máy xay sinh tố, bếp hồng ngoại này. Rồi chảo chống dính hàng Nhật xuất nhá. Rất nhiều mã hàng mới lên cho anh em các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bỏ trên cái ghế mình ơi. Thì đầu tiên em lên cho bác cái vít cân ký nhá. Đây nó sẽ là 1 kg này. 1 kg của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ 1 kg thì nó sẽ là vào khoảng từ 10 đến 12 chiếc nhá, từ 10 đến 12 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản là như này quá nhá. Còn nó sẽ có thể thay đổi. Tại vì hàng cân ký chứ không phải là hàng bán theo cái, cho nên là các bác có hết sức thông cảm thôi. To nhỏ lớn bé dẹt tròn mẹ con đầy đủ cả. Đây em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đây. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Số lượng của nó thì nó sẽ là trên 10 chiếc nhé. Trên 10 chiếc và giá thì sẽ là 101.
tính ra các bác mua chỉ mất đâu đó vào khoảng là 8 đến 10 nghìn cho một chiếc vít như này thôi nhá. 8 đến 10 nghìn cho một chiếc vít như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn luôn. Thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đây nhá. Số lượng của nó là 1 cân các bác này, 1 cân đây. Đây, 1 cân nhá. 1 cân thì các bác sẽ nhận được này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12 nhá. Đấy, cơ bản như này. Đấy, còn đếm kỹ thì nó khoảng 13, 14 chiếc. Tính ra các bác mua vào nó chỉ mất được khoảng là 10.000 thôi. 10.000 cho một chiếc này thôi. Chưa đến 10.000 đâu các bạn. Đây, 2 này, 4 này, 6 này, đấy, 8 này, 10 này, 12 này, 14, 15. Đấy, đây là em đếm sơ bộ như vậy nhá. Còn là em sẽ bảo hành cho các bác là 1 cân là sẽ trên 10 chiếc nhá. 1 cân sẽ trên 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một cân như này, 110.000 cho một cân nhá. Còn các bác mua nửa cân thì giá sẽ tốt cho các bác là giá sẽ là 60.000. Đấy, nửa cân thì nó tầm này các bác này, nửa cân thì tầm này. Đấy, nửa cân thì sẽ là từ khoảng 5-6 chiếc nhá. Giá của nó thì nửa cân thì hôm nay bên em sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Đó. Nửa cân thì sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là một nửa cân thì giá sẽ là 60k. Đấy. Thì các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vít cân ký này. Vít cân ký nhá, vít cân ký. Giá của nó sẽ là 1 kg nhá. 1 kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k. Còn 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Bán lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút, các bác hết sức thông cảm thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng bộ sản phẩm đó là cái mũi khoan tháp các nhá. Mũi khoan tháp đa năng. Con này thì khoan được tất cả chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Lên cho em là mũi khoan tháp nhá. Đấy, lên cho em là 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp giá sẽ là 180.000. Hàng của thương hiệu Unica Japan nhá. Unica Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá rất hợp lý. Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 mũi kèm thêm cho các bác là một cây lấy dấu nữa nhá. Đấy. Tức là các bác sẽ nhận được là 6 món này, 1 2 3 4 5 với một cây lấy dấu nữa là 6 món. Đấy, thì mũi của nó sẽ là từ 4 đến 32 này, từ 4 đến 24, 4 đến 12, 4 đến 8 nhá. Đó, đầy đủ các mũi này cho em này. Đó, chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ là sắc bén luôn. Đấy, sắc bén luôn nhá. Đây. Lấy dấu thì các bác chỉ cần là nhấn như này cho em là có dấu này. Đấy, nhấn này là có dấu các bác này. Đấy. Các bác nhấn này cho em là có dấu này. Đó. Đấy các bác này, đây, dấu nó ra các bác này. Dấu ra rất là rõ luôn. Đó, dấu ra rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, nhấn này là có dấu rồi. Các bác cứ nhấn, nhấn nhẹ nhấn đều tay này là cái lò xo nó sẽ nảy là có dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180.000. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng thép gió mạ titan nhá. Đấy, chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Kích thước con này thì từ 4 đến 32. Hàng thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan các bạn, dày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 180k. Hàng của Unica Japan này. Đấy. Unica Japan. Đó, Unica Japan. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô chảo nhá. Chảo này thì nó sẽ là hàng cao cấp, hàng chảo chống dính cao cấp này. Đấy. Không chứa EAPOA này. Đấy, tốt cho sức khỏe các bác nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng kết cấu đáy của nó là 3 lớp nhá. Con này thì 24 cm. Hàng này thì các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác lên các bác cứ gõ cho em là công ty Five Star này, Five Star là nó sẽ ra. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam và xuất sang thị trường Nhật nhá. Đây, made in Japan này, hàng Việt Nam xuất Nhật các bác nhá. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Phần con này thì nó sẽ là 24 cm. Cho nên các bác lên cho em là chảo 24 nhá, chảo 24. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con chảo 24 như này. 290k nhá. Lên cho em là chảo 24. Đáy của nó là 3 lớp, các bác có thể đun bếp từ bếp halogen, bếp hồng ngoại được hết nhá. Chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Chống dính của nó là dạng chống dính lưới, siêu chống dính cho các bác luôn. Đáy này của nó sẽ là 20 miệng này của nó là 24 cm nhá, chảo 24. Thì lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Đó, lên cho em là chảo 24, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con chảo 24 như này. Đó, chống dính 3 lớp luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái chảo 30 nhá. Con này thì các bác lên cho em là chảo 30 này. Đấy, con này thì cực kỳ to luôn. Cán của nó bằng inox hết này, quai dập đặc cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đinh đột đinh điếc cực chắc luôn, mua một con này thì bền vĩnh cửu luôn. Dùng từ đời nọ qua đời kia các bác nhá. Rất là dày các bạn, rất là dày. Đó, rất là dày luôn. Thì em sẽ cân cho các bác xem luôn. Cái cân nặng của nó nhá. Đây. Thì con to này của nó thì nó sẽ là nặng là 1 cân 4 nhá, gần 1 cân 4.
Đấy, con to này là nặng gần 1,4 cân này. Rất nặng luôn nhá, dày dẫn chắc chắn nhá. Nặng là 1,4 kg này, 1,4 kg. Lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Giá của nó sẽ là 370.000 nhá. 370k cho một con chảo 30 như này. Con này các bác mua là cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đế 3 lớp này, hàng logo của hãng này. Hàng này nó sẽ là hàng xuất đi Nhật nhá. Việt Nam xuất đi Nhật. Đây, chống dính lưới này, cực kỳ dày dẫn luôn. Đấy, made in Việt Nam nhá, made in Việt Nam. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Đấy, và hàng xuất đi Nhật. Đấy, xuất đi Nhật. Đấy, còn con này thì con 24 này của nó thì nó sẽ là 8 lạng nhá. Đấy, con 24 này thì cân nặng của nó sẽ là 8 lạng này. Đó, 8 lạng và giá của nó sẽ là 290k. Lên cho em là chảo 24. Chảo 24 nhá. Đấy. Con này thì nặng 8 lạng và giá sẽ là 290.000. Còn con chảo 30 này thì nặng là 1,4 cân, rất là nặng luôn. Cầm thích lắm các bạn, đầm tay, dày dẫn chắc chắn, rất là dày luôn. Đấy, inox sáng bóng này, đáy 3 lớp này, bếp từ halogen, hồng ngoại các loại bếp sơn được hết. Giá thì sẽ là 2 con như trên. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp hồng ngoại của nhá. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Đấy, nó sẽ là một con bếp hồng ngoại như này. Đấy, con này sử dụng điện 220V. Đấy. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây. Bọc của nó là bọc thép hết này. Đấy. Điện của nó là công suất là 2000W và sử dụng điện của nó là 220V nhá, 220V. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika con này. Đấy. Matika, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Nó có cả sách ấy đấy. Có cả cái bảng thẻ đọc đấy. Đọc thẻ ấy. Đấy. Bác lấy có cái thẻ hay là nguyên quyển sách mở ra được. Đây. Công suất của nó là 2000W này, điện 220 240V 50Hz nhá. Kích thước của nó là 45 x 86 này. Đấy, 45 x 86 nhân với lại 33 nhá. Đấy, 33 coi nhá. Đó thì đây em sẽ cắm điện trực tiếp cho xem luôn. Cắm điện 220 nhá. Đấy các bác cắm vào phát là bật lên là xong này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Các bác chọn chế độ này, chế độ lẩu hoặc là các chế độ này, sau đó thì các bác tăng giảm nhiệt độ cho em này. Đó và có cái hẹn giờ luôn nhá. Đây. Con này thì bật phát là nóng hổi luôn các bác nhá. Sờ vào rất là nóng luôn các bạn, rất là nóng luôn này các bạn. Đấy. Bật phát là nóng luôn, nó rất là nhạy các bạn, rất là nhạy này. Tăng giảm này, tắt nguồn đi các bạn này. Đấy. Rất nhanh luôn. Đó. Và con chảo này thì đun thoải mái nhá. Đấy, con chảo này đun bếp hồng ngoại là thoải mái luôn các bạn này. Đấy, đun bếp hồng ngoại thoải mái luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bếp hồng ngoại như này. Đấy. Đặt lên phát là nóng luôn các bạn này. Đấy. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Đấy, đây thì khi mà em hướng dẫn các bác khi sử dụng nhá, về nhà thì các bác chỉ cần nhấn cái nút nguồn thì nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác chọn chế độ cho em này. Đấy, chọn các chế độ cho em. Đây. Đấy, mình dùng chế độ nào thì mình nhấn vào cái chế độ đấy cho em là xong nhá. Đó, sau đó thì mình tắt đi này, rất là ngon luôn. Có hẹn giờ này. Đấy, 800W này, 60 phút này, 1600W 90 phút này và 2000W là 120 phút này. Đó, đây đầy đủ các chế độ cho các bác nhá. Giá thì một con bếp hồng ngoại như này, bếp shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500k nhá. Đấy, 500. Bếp hồng ngoại là bao nhiêu nhỉ? 500 á? Các bác lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại này. Đó. Bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k cho con bếp hồng ngoại như này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay các bác nhá. Máy xay thì bên shop về cho bác cái dòng máy xay như này. Một con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá, Sato. Hàng cũng là hàng xuất Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cho bác luôn. Đây. Con này thì hàng sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, sản phẩm đạt chất lượng cao luôn. Đấy. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, logo cờ Việt Nam và cờ Nhật đây. Con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con cối xay khô như này này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một con cối xay khô nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là một con cối xay khô như này. Con này thì nó sẽ có cái lẫy sập như này, cho nên là khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em. Sập đúng lẫy là ăn tiền các bác nhé. Đấy, đúng lẫy này. Các bác sập đúng lẫy này, xoáy vào cho em là xong này. Đó, đầu tiên là đây. Đấy các bác này, xoáy rất mạnh luôn. Đấy. Nó sẽ có hai số luôn nhá, hai số luôn. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay làm giò, làm giếc đều được nhá. Nắp của nó thì nó cũng là dạng nắp sập lẫy như này, cho nên là rất là tiện con này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con này thì nó sẽ là xay khô này, các bác xay tiêu, xay gạo, xay điều hoặc xay các cái loại hạt ở đây đều được hết nhá. Xoáy ra này. Đây nó sẽ có hai cái lưỡi như này. Các bác cho các loại hạt vào đây cho em. Đó. Dòng này của nó sẽ là có cái tính năng sản xuất là đời mới luôn. Ăn muối như này và cái lẫy nó sập như này, sập có ba cái khe sập như này. Ba cái khe này các bác này. Thì các bác gần như là lắp cối vào, sau đó thì mình xoay vào, xoay theo chiều kim đồng hồ như này thì nó mới sập lẫy thời gian được. Đấy. Và khi các bác xay thì nhớ giữ cái cối này cho em. Đó. Đây. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn, em mới có để số 1 thôi.
Đấy, còn con này thì các bác có thể xay các cái loại hoa quả này, hoặc xay cua, xay kiếc vào cái cối to này cho em này. Đấy, đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đậy cái nắp này vào này. Đấy, đậy cho em cái nắp này vào. Đó. Đây. Đậy cho em sập cái nắp này vào là ok nhá. Đấy. Đây, các bác này. Đấy, xay rất là ngon luôn các bác này. Đó, xay rất là ngon luôn. Đấy. Hai số nhá, cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Hai số cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít này, 530W này. Đấy, khối lượng 2,1 kg. Hàng thì hai chữ song ngữ Việt Nhật luôn. Kích thước của nó là 265 x 172 x 270. Đó, đầy đủ các thông số như này cho các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy xay sinh tố à? Máy xay sinh tố đúng không? Máy xay sinh tố giá sẽ là 650.000 nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, xay sinh tố giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này. Hàng bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, kiểm tra chạy thử bằng máy thôi chứ còn không thử đồ các bác nhá. Các bác thông cảm, hàng mới không thử đồ được. Đây, củ kiếc của nó cực kỳ là chắc luôn các bác nhá. Đấy, củ kiếc cực kỳ chắc luôn. Hàng còn nguyên tem niêm phong này. Đấy. Ngày sản xuất này 24 tháng 4 2023 này, sản xuất tại công ty điện tử Việt Nhật này. Đây. Đấy, thông số tông suất đàng hoàng, máy xay sinh tố đa năng nhá. Có mã đàng hoàng. Các bác cứ lên mạng các bác tra cái mã này nó sẽ ra là trên mạng họ đang bán cả tiền triệu đấy nhá. Đấy, nhưng riêng bên shop bán cho bác giá cực tốt luôn rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô nước hoa các bác nhá, nước hoa. Đó, các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là nước hoa của Chanel nhá, một mẫu là nước hoa của Chanel và một mẫu là nước hoa của Gucci nhá. Hàng thì cực kỳ là thơm các bác nhá. Hàng cực kỳ là thơm luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Nước hoa này bao nhiêu nhỉ? Hàng thì khi mà bên shop gửi cho các bác sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Bỏ tranh kia con dao thì. Khi bên em gửi cho các bác là nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, thi thoảng thì mới có một cái hộp em quay thì nó mới bóc ra thôi, còn đại là nguyên đai nguyên kiện 100%. Đấy, đầu tiên thì em lên cho bác cái lọ Gucci nhá. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Anh nhá, hàng sản xuất tại Anh. Đây, made in UK các bác này. Đó, hàng sản xuất tại Anh Quốc nhá. Đó, và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác lên theo là nước hoa Gucci nhá. Giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Hàng siêu thơm cho các bác luôn. Đấy, siêu thơm cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là thơm. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci nhá. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đấy. Các bác lên cho em là nước hoa Gucci. Giá của nó sẽ là 130k cho một lọ nhá. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là 100ml các bác nhá. Dung tích của nó sẽ là 100ml các bác này. Đó, đây. Hàng sản xuất tại Anh các bác này. Made in UK nhá. Made in UK. Hàng Gucci các bác nhá. Đấy. Địa chỉ, mã tem, mã vạch đàng hoàng nhá. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Có cả trang web đàng hoàng. Lên treo là nước hoa Gucci. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một lọ như này. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về tới bác cái sản phẩm đó là nước hoa của Chanel nhá. Đây. Lọ Chanel này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, bác nào lấy một cặp này thì bên em sẽ bao ship cho bác này. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Pháp nhá. Đây các bác này, đó, made in France các bác này. Đây. Made in France nhá. Đó. Hàng sản xuất tại Pháp, cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thì sẽ là một lọ nước hoa như này các bác này. Đó. Dung tích của nó cũng là 100ml. Đấy, hàng của thương hiệu Blue Chanel nhá, rất là thơm luôn. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ, dễ chịu và lưu hương rất là lâu nhá. Đấy, lưu hương rất là lâu luôn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Đấy, thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. 120.000 cho một lọ nước hoa Chanel như này. Dung tích của nó cũng là 100ml. Hàng nguyên đai nguyên kiện, mã tem, mã vạch đàng hoàng nhá. Truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đấy, nguyên cái khâu đóng gói của nó cũng rất là chất lượng các bác này. Đây. Đấy, đây. Mã tem, mã vạch, các thứ đàng hoàng đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây, made in France các bác này. Đó. Made in France nhá. Đó. Made in France. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120k nhá, 120k.
Đấy thì lên cho em là nước hoa Chanel này. Đấy, lọ Chanel này thì giá sẽ là 120.000. 120.000 cho lọ Chanel như này các bác nhá. 120.000. Và lọ Gucci này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ nước hoa Gucci như này. Lên cho em là nước hoa Gucci giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là một cái dòng keo cực kỳ đặc biệt luôn. Đó, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp và đặc biệt luôn. Con này thì bên shop bán cho các bác theo combo nhá. Bên em bán từ 3 lọ trở lên. Đấy, bán từ 3 lọ trở lên nhá, từ 3 tip trở lên. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là bộ, các bác lên cho em là 3 tip keo vàng nhá. Lên mã cho em là 3 tip keo vàng, giá sẽ là 20.000. Đó, bên em bán từ 3 lọ trở lên. Đấy, cho nên các bác lên cho em là 3 tip keo vàng, giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 tip keo vàng như này. Con này thì các bác có thể dán đồ trang sức này, dán đồ gỗ này, dán đồ da này, dán đồ sành sứ này, và dán được cả điện thoại các thứ luôn. Đó, một lọ này của nó thì nó sẽ là 3 gram nhá, 3 gram. Đó, hàng của thương hiệu So Auto nhá, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là 3 lọ keo vàng nhá. Lên cho em là 3 lọ keo vàng. 3 lọ keo hoặc là 3 típ keo vàng nhá. 3 típ keo vàng này. Đó, lên đúng tên cho em luôn, 3 típ keo vàng giá sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán từ 3 típ trở lên. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Đấy, con này thì các bác chuyên để dán các cái bề mặt như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ và điện thoại này. Đấy, hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 3 típ keo vàng này sẽ là 20.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Minh ơi, đưa anh cái dây đi. Cái đuôi lò xo các bác nhá. Đấy. Các bác lên xem là đuôi lò xo A nhá, đuôi lò xo A. Giá sẽ là 35.000 cho một cái đuôi lò xo A như này. Đấy, 35.000. Con này thì sẽ có đóng ngắt các bác này, đóng ngắt trên tay như này rất là tiện này. Đấy, có đóng ngắt trên tay như này rất là tiện luôn các bác thấy không? Đây, rất là tiện. Minh. Đấy anh cái dây. Có đóng ngắt trên tay rất là tiện như này nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo này. Đưa cho anh cái đầu dây. Và dây đầu xoáy của nó sẽ là E27 là đầu phổ thông nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, được không? Đấy. Đuôi. Đấy. Đuôi lò xo A này, đuôi lò xo A, giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái đuôi lò xo A như này. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem này. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác chỉ cần cắm kết nối như này, sau đó thì mình xoáy bóng vào này, xoáy bóng vào là xong. Đó. Có công tắc nhá. Các bác có thể tắt bật công tắc như này. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Và ngoài ra thì bên shop có bán quả bóng 3W này nhá. Quả bóng 3W này thì đang bán là 10.000 nhá. Đấy, 10.000 cho một quả bóng 3W như này. Đấy. Quả bóng 3W này sẽ là 10.000. Đấy thì các bác có thể mua nguyên đuôi hoặc là mua kèm thêm cả bóng cũng được. Bóng này là 10.000 nhá. Các bác có thể để các cái khu vực mình hay sử dụng này, đi lại nhiều thì quả bóng này là 10.000, còn cái đuôi lò xo A này thì sẽ là 35.000 trong cái đuôi này. Có thể ngoắt nghéo được rất là tiện này. Đấy, ngoắt nghéo xoay vòng được luôn, rất tiện các bác ạ, dùng rất là ngon. Có công tắc đóng ngắt, giá chỉ có 35.000 thôi. Còn bóng này là 3W nhá. Công suất của nó là 3W. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 10.000 nhá. 10.000 cho một quả bóng 3W như này. Công suất của nó sẽ là 3W nhá. Đó, 3W. Giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì con này cũng khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Kích thước thì con này chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm gì đấy. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm. Con này thì nó có cả lắp pin nhá, có cả lắp pin và có cắm các bác có thể dùng pin hoặc là cắm trực tiếp dây cáp sạc như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cái lớp màng dây bóng bảo vệ về nhà thì các bác bóc qua cho em. Đó, đây và các bác cắm pin cho em này. Sau đó thì cắm vào cái chân cổng USB nhá. Cắm vào chân cổng USB là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện các bác này. Đấy, cắm chân cổng USB này nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ là hàng có cả tính năng hẹn giờ này rồi nói chung là đầy đủ các cái chức năng cho các bác luôn. Đấy. Chọn giờ này, đấy, nhiệt độ này, có cả báo nhiệt độ nhá, 27 độ C này. Chiều dài của nó khoảng 5 cm, chiều rộng chiều cao khoảng 5 cm. Chiều dài này khoảng 13 đến 14 cm.
Đó, đây có các chế độ, rất là nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nhé. Đó, đây 31 độ C này, rồi on up hiện giờ các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, và số của nó rất là to rõ ràng nhá. Đấy, số to rõ ràng luôn. Thì các bác có thể tha hồ mình lựa chọn nhá. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED, giá thì sẽ là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k nhá. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 13 đến 15 cm gì đấy các bác nhá. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Con này thì tính ứng dụng rất là cao, các bác có thể dùng đa chức năng, mình vừa dùng làm đồng hồ, xem giờ, xem thời tiết. Đấy, cập nhật nhiệt độ cũng như là các bác có thể gọi là hiện giờ, tắt bật hoặc dùng làm đèn ngủ được luôn. Đấy, số nó to rõ ràng như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá của nó sẽ là 140k cho một con đồng hồ LED như này, 140.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc. Con này thì nó có thể xoay 360 độ được, có ốc ác các thứ cho các bác đàng hoàng nhá. Đấy, đầy đủ ốc gen giếc các thứ đàng hoàng. Xoay 360 độ luôn. Đây, xoay 360 độ, hàng hợp kim nhá. Nó là bằng thép nhá, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. 80.000 cho một con vòi bạc như này, hàng bằng thép nhá. Và đây nó sẽ có điều chỉnh các cái chế độ nước được luôn. Xoay để các bác ngoắt nghéo ở trong chậu rửa mình rửa mặt, rồi rửa chậu rửa, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc nó màu bạc cho nên em gọi nó là vòi bạc. Giá của nó sẽ là 80k cho một con vòi bạc này. Tính ứng dụng cực kỳ là cao luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, con này thì các bác lắp vào mình có thể xoay 360 độ này để mình rửa mặt này, đấy. Rất là tiện nhá. Đó, nó sẽ có một cái gen như này. Chậu rửa nào thì nó có cái loại gen này hết. Về nhà các bác cứ thế mình lắp vào cho em là xong. Rất là tiện luôn. Đó, xoay 360 độ để các bác dùng để mình rửa mặt này, rồi vệ sinh này. Đấy, rất là tiện nhá. Lắc léo được nhá. Và có điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau nữa. Dùng để gội đầu này, đánh răng, rửa mặt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, cho nước ra chậu nhá, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đấy, giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này thì các bác chỉ dùng cho ô tô được thôi, cho nên là bên em gọi là bơm tẩu ô tô nhá. Nhiều bác về các bác lại sử dụng vào, bác này về đặt về dùng cho xe máy là không dùng được đâu. Con này chỉ chuyên dùng cho ô tô thôi, cho nên bên em gọi là bơm tẩu ô tô nhé. Hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô nhé. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lưu ý các bác khi sử dụng thì mình sẽ tháo cái này ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ là đầu vòi này. Và đây nó sẽ là cái chân tẩu này để các cắm vào ô tô nhé. Cắm ô tô, con này chỉ bơm ô tô thôi. Đấy, lưu ý các bác là bơm tẩu ô tô thì chỉ bơm ô tô, không bơm xe đạp, xe máy ở đâu các bác nhá. Lưu ý các bác như vậy, chỉ bơm ô tô thôi. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái đầu tẩu để mình cắm vào ô tô. Và cái dây của nó sẽ là dạng dây vải như này. Ngoài ra của nó thì nó sẽ là công tắc bật ở đây nhá. Trước khi bật thì bật xong, thì khi bật lên rồi thì các bác muốn bơm hơi thì các bác phải nhấp ở đây cho em nhá. Nhấp ở đây này, cái nút này là nút cấp hơi này. Đấy, chứ không phải là bật lên cái là hơi nó lên luôn đâu. Đấy, bật lên máy đã chạy nhưng mà các bác phải nhấp ở đây nhá. Đấy, nhấp ở đây để hơi nó lên này. Đó, hàng của thương hiệu Toyota này, Toyota. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá, bơm tẩu ô tô. Cái này chỉ dùng cho ô tô được thôi chứ không dùng cho các cái thiết bị khác là thôi. Các thiết bị khác là không dùng được nhá. Các bác lưu ý giúp cho em. Đó, chỉ dùng cho ô tô thôi. Thế cho nên là em lên là bơm tẩu ô tô nhá. Đó, giá của nó sẽ là 180k. Đó. Bơm tẩu này. Bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180k. Con này thì chỉ bơm ô tô thôi các bác nhá, chỉ bơm ô tô nhá. Đó, chỉ bơm cho ô tô thôi, không bơm chỗ khác được. Tại vì là cái đầu tẩu này chỉ cắm vào ô tô thôi. Nhiều bác không cứ tưởng là về nhà lại cắm điện thì không được các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm đồng nhá. Đấy, bộ chuyên ấm đồng. Bộ này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và cái giá thì nó cũng rất là hợp lý thôi. 400k cho một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Đấy. Đợt này hàng về thì nó sẽ là lại là hàng mã đáo thành công nhá, hàng mã đáo thành công đây.
bao gồm cho các bác là một chuyên này, 6 cái chén nhá. Đấy. Một chiên này. Đó. Đây, đấy. Bao gồm cho các bác là một chiên 6 chén nhá. Có cái dòng 5 chén đấy các bác nhá, có dòng 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn. Dòng này của nhà em nó sẽ là dòng 6 chén, các bác lưu ý vậy cho em. Đó, một chiên 5 chén, dòng này của nó sẽ là thuộc dòng 6 chén nhá. Dòng 6 chén thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, một chuyên và có cho các bác là 6 cái chén này. Đấy, bộ này của nó thì nó sẽ là hàng mã đáo thành công nhá, mã đáo thành công, rất là đẹp luôn. Đó, 8 con ngựa như này. Hoa văn hoa lá cảnh rất là đẹp. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá, tất cả đều bằng đồng hết. Các bác dùng cực kỳ chất luôn. Đó, mã đáo thành công. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Hoa văn rất là đẹp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên ấm đồng nhá, bộ chuyên ấm đồng. Giá thì chỉ có cho các bác là 400.000. 400.000 trong bộ chuyên ấm đồng như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Bộ bao gồm cho các bác là một chuyên 2 4 6 chén nhá. Đấy, có shop thì họ bán cho các bác cái bộ chỉ có 5 chén thôi. Bộ 5 chén thì nó sẽ rẻ hơn đấy các bác nhá. Đó, lên cho em là bộ chuyên ấm đồng. Bộ chuyên ấm đồng này, đó, chuyên ấm đồng. Bộ chuyên ấm đồng giá của nó sẽ là 400.000 nhá. 400.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhé, hàng của thương hiệu Mega Hau, được phân phối và nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Mega Hau nhé. Đấy, có địa chỉ đàng hoàng, có tem bảo hành các thứ đàng hoàng, các bác yên tâm sử dụng nhé. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì nó sẽ là một trong những cái dòng ấm cực kỳ là chất lượng nhá. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một cái con lưới lọc inox như này, inox 304 nhá, một con lưới lọc inox như này. Thì con này dùng nó rất là thích, ví dụ như các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại chất mình pha chế vào đây thì mình bỏ vào, sau đó thì mình đậy nắp lại là mình đun thôi. Thì nó rất là tiện. Ví dụ các bác pha chè, pha cà phê, pha các cái loại hạt các thứ đều ok hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là 2000W này, sử dụng điện 220V và 1.8L nhá, 1.8L. Đấy, dung tích của nó là 1.8L, rất là thuận tiện cho bác sử dụng luôn. Mắc của nó là 1.8L nhá, hàng trắng hàng bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đây em sẽ test thử đun cho bác xem này. Đấy. Đây khi mà đun thì nó sẽ đây em sẽ cho nước vào đun cho bác xem nhá. Đấy, cái này thì em vừa mới cho nước vào rồi. Đó, đây các bác này. Đấy. Cho nước vào ấm này. Đó, cho nước vào ấm nhá. Sau đó thì đây em phải cho nước sôi vào rồi. Đây các bác này, đấy, bật là nó sẽ lên này. Khi bật đèn, khi mình đang đun mà bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh này nhá. Đấy, nó sẽ lên màu xanh như này này các bác này. Đó, thì rất là nhanh sôi luôn các bác nhá. Đấy. Khi đun bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh như này. Dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Con này thì nó sẽ là hàng xuất đi rất là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, Ý này, Italia, Hàn Quốc này, rồi Ả Rập này. Đó, hàng xuất đi mấy chục nước luôn. Rất là uy tín các bác này. Đó, dung tích của nó là 1.8L nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Điện 220V 50Hz, công suất của nó sẽ là 2000W nhá. Siêu nhanh sôi luôn nhá, siêu nhanh sôi luôn. Đấy. Thì khi mà nó đun thì nó sẽ là có cái đèn màu xanh ở đây. Đây, có cái đèn màu xanh này các bác này. Đấy, có cái đèn màu xanh đây các bác này. Đấy, còn khi mà nó ngắt thì nó sẽ mất cái đèn. Đó, sẽ là tự ngắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Hàng thì các cái phần kết nối này của nó đều là 100% là bằng đồng hết nhá. Đấy, các phần kết nối điện này đều bằng đồng hết này. Kết nối điện bằng đồng hết cho nên các bác dùng nó rất là thích luôn. Đó. Kể cả cái phần đế này cũng thế này, cái phần đế này. Đấy, kết nối điện bằng đồng và có bo inox này, rất là đẹp, sáng bóng đẹp này. Kết nối lấy điện đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng vàng au luôn, rất là đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức giá của nó sẽ là 290.000 thôi, giá cực tốt luôn. Đấy, ấm siêu tốc Đức nhá. Đó. Ấm siêu tốc Đức này, đó, ấm siêu tốc này, bỏ ra anh cái ấm Hàn luôn. Ấm siêu tốc Đức này, giá của nó sẽ là 290.000 nhá, 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Đó, con này thì dung tích của nó sẽ là 1,8 lít. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác một cái phần lưới lọc như này nhá. Đấy, có một cái phần lưới lọc như này. Thì các bác cho trà, cho cà phê rồi ngũ cốc rồi các kiểu con là điều vào đây, rất là ok, rất hợp lý cho bác luôn. Đấy. Giá này cũng rất là hợp tình hợp lý và sản phẩm cũng rất là chất lượng nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái dòng ấm của Hàn Quốc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc, công suất thì 1.500W, điện 220V và con này thì nó to hơn, dung tích của nó sẽ là 2,5 lít.
con này thì nó sẽ là một dòng ấm siêu tốc bình thường thôi, nó sẽ không có lưới lọc nhé, không có lưới lọc. Đấy, và bên trong của nó thì bằng inox đây, 2.5 lít này, bên trong của nó bằng inox nhá. Đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn, bên trong bằng inox siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn, lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây đấy, hàng thì sẽ là điện 220V này, đấy, 50Hz này, 1500W và 2.5 lít nhá, rất là ok cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn, dung tích 2.5 lít, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây đấy, khi đun thì khi cắm điện mà thì nó cũng có đèn báo các bạn. Đây sẽ có một cái đèn báo ở đây các bạn này. Đấy, có đèn báo xanh này, đây màu xanh các bạn này. Đấy, em tắt đi này, màu xanh ở chỗ tay em che này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ nhìn hơi tối một chút, qua màn hình thì nó không rõ lắm đâu. Đây các bạn này, màu xanh này. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 130.000 thôi, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Hàn Quốc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc. Đó, có ấm của Đức, ấm của Hàn, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, cái giá cả thì cũng khá là hợp lý cho các bác lựa chọn thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là một cái dòng kéo rất là chất lượng cho các bác nhá, rất chất lượng. Đây đấy, hàng rất chất lượng cho bác, hàng nội địa của Nhật này, cực kỳ là cao cấp luôn, Japan nhá. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần cho em cái đầu ấy vào đây, cái đầu cái xào hoặc cái tip ở đây là xong. Đó thì mình cắt thôi. Và đây nó sẽ có thêm cái đầu cưa nữa, về nhà các bác lắp cưa vào là xong. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành này. Đấy. Kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao. Bên shop bán rất là nhiều mẫu kéo cho nên là các bác lên đúng mã thì em 130k nhá. 130.000 cho cái kéo cành trên cao như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp cho em một cái xào và cái đầu này thôi, sau đó thì mình lắp đầu cưa vào là mình cắt thôi, nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Các bác có thể cắt được những cành nhỏ cành to thì mình lại lấy cưa ra mình cưa luôn. Đó, sẵn đầu cưa như này rồi, về nhà chỉ cần lắp vào cái xào này là xong, rất là tiện dụng các bác này. Đấy, cắt này, cắt thì nó có dây có quai đeo cho mình rồi, có dây có quai đeo, có tay cầm. Đấy, cắt rất là ngọt luôn, thì vừa cắt vừa cưa mà cái giá nó rất là hợp lý, chỉ có 130.000 cho cái bộ sản phẩm này thôi, các bác nên mua nhé. Đây, dây dù thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét để các bác đưa lên cao nhé, và có cưa luôn. Đấy, có lò xo cắt đẩy cực kỳ là ngon, giá chỉ có 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, bên shop thì bán theo combo như này, một hộp này của nó sẽ là 100 cái nhá, 100 cái, hàng của thương hiệu Huda của Nhật, và nó sẽ là dòng lưỡi cắt đỏ nhá. Đấy, lưỡi đỏ là một trong những dòng lưỡi cực kỳ cao cấp rồi, một hộp này của nó là 100 chiếc nhá. Hộp này 100 viên, 100 lưỡi các bác nhá, 100 lưỡi. Đây, kích thước của lưỡi là cái thông số này các bác nắm cho rõ này. Đấy, 107 nhân với lại 1.2 này. Đấy, cái đường tròn này của nó là 107 này, tròn này 107 này. Chiều dày là 1.2 và chiều rộng của lưỡi là 16mm nhá. Đấy, 16mm đó. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bên shop bán theo combo nhá. Bán lẻ thì sẽ là từ 5 chiếc trở lên. Mên lưỡi cực kỳ là dày luôn, mên lưỡi cực kỳ là dày cho nên các bác cắt thì không bao giờ lo bị vỡ lưỡi và bị bật vào mặt. Đấy, nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá. Đấy, ví dụ nó bị quăng quật thì nó sẽ sụn ra. Đấy, chứ không bao giờ nó bị bay cả mảng vào mặt đâu. Đó, hoặc bay cả mảng ra ngoài rất nguy hiểm nhá. Đó, và cái lưỡi cắt này thì nó sẽ có 3 loại là xanh, đỏ và vàng. Xanh, vàng, đỏ, vàng, đỏ, xanh. Thì lưỡi đỏ này là lưỡi cao cấp nhất rồi. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đó. Lưỡi cắt sắt inox này. Đó, lưỡi cắt sắt này. Đấy, inox này. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. 5 cái thì sẽ là 35k này, 5 cái là 35.000. Đấy. Và một dây này của nó là 25 chiếc này, 25 chiếc nhá. Đấy thì bán theo dây. Đó, ví dụ như là 5 cái này, 5 cái là bằng 35k nhá. Đó. Một dây là 25 cái là sẽ là bằng 130.000. Đấy. Và 50 cái thì sẽ là bằng 220k và bao ship nhá. Và 100 cái thì sẽ là 380k và cũng bao ship luôn. Đấy thì mua càng nhiều giá càng tốt, 100 cái là 380.000, tính ra là vào chỉ mất 30.000 ship, còn có 35.000, tức là vào có 3.500 cho một cái thôi, giá rất là tốt cho bác luôn, 3.500 cho một lưỡi như này. Đấy, bác nào làm thợ làm nghề thì nên mua cả hộp này luôn. Đấy, có hộp sẵn như này về nhà các bác đựng nó cũng rất là ngon. Đấy, rất là tiện dụng này. Đấy, có hộp sẵn này rất là tiện dụng luôn, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt inox nhá. Các bác lên cho em là
xin lỗi các bác, là xịt chống thấm nhá. Để xịt chống thấm thì nó sẽ là một cái dạng bình xịt như này. Đấy. Và con này thì nó cực kỳ là hiệu quả luôn khi các bác xịt lên các cái bề mặt này. Đấy, xịt lên các bề mặt như này. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng cao su non như này. Khi xịt lên các bề mặt thì nó sẽ phủ, nó sẽ là nano, nano nhá. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái phần bị thấm rột này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng nano bọt như này. Đấy. Và nó sẽ phủ lên các cái phần thấm rột nhá. Và nó rất là hiệu quả luôn. Đấy, các bác thấy không, em vừa xịt xong mà nó đã phủ kín các cái phần khe kẽ như này rồi. Đó, và các bác để khô là nó sẽ rắn như đá luôn nhá. Thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong công nghệ chống thấm rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bình xịt chống thấm như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá của nó sẽ là 50k xịt chống thấm này. Giá sẽ là 50.000 cho một bình như này. Đó, xịt chống thấm. Xịt chống thấm này. Đó. Xịt chống thấm giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trên một cái bình xịt chống thấm như này. Dung tích của con này thì nó sẽ là 450ml nhá. 450ml các bác dùng thì rất là ok. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, sản phẩm test thực tế cho các bác xem luôn nhá. Xịt ra thực tế cho bác xem luôn này. Đấy, nó sẽ phủ lên các cái phần vết nứt này. Đấy, vết nứt vết thấm rột ở trên tường, trên các cái bề mặt rất là ok. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Các bác đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông. Đó, rất là ok luôn các bác nhé. Đó. Các bác lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Các bác lên cho em là đèn bão đây. Đây các bác này. Đấy. Cái phần em vừa xịt đây này. Đấy, nó khô dần và nó sẽ thấm, nó sẽ phủ lên các cái phần bị vết nứt nhá. Đấy, nó là cao su non cho nên là nó có sự đàn hồi rất là tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn bão này. Con này rất là tiện luôn. Đấy thì mưa gió bão bùng các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Con này thì hai chức năng, vừa là đèn sáng này, vừa là quạt mát luôn. Quạt của nó rất là mát các nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó kêu rất là mạnh luôn. Đấy, vừa làm quạt vừa làm đèn được luôn. Đó đây. Và có tấm pin năng lượng mặt trời để các bác có thể sạc năng lượng mặt trời đề phòng khi bão gió mất điện nhá. Rất là tiện này. Đấy, ăn cơm ăn nước các bác chỉ cần kéo lên như này hoặc treo lên cho em rất là tiện luôn. Quai sách như này rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con đèn như này thôi. Vừa làm đèn vừa làm quạt mát rất là tiện luôn. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy, ngoài ra thì ở đây các bác còn có thể lắp được cả pin con thỏ nữa nhá. Các bác có thể lắp được pin con thỏ nhỏ nữa, các bác có thể lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây nếu như mà hết pin năng lượng mặt trời. Đó, đề phòng mất điện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Quạt thì rất là mát và đèn thì rất là sáng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho một con đèn bão như này. Lên mã cho em là đèn bão, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. Nay bên shop về cho các bác một số cái mẫu đồ da bò siêu đẹp cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, hàng Mỹ và hàng của Ý nhá. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái mũ da bò các bác này, mũ da bò. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Ý các bác nhá, hàng của Ý này. Đó, đây. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn, made in Italy các bác này. Đó, made in Italy nhá các bác nhá. Hàng này thì hàng của nó sẽ là của thương hiệu Gucci này. Made in Italy cho các bác luôn. Đó, và con này thì đội cực kỳ là ôm form và đẹp luôn. Và cái phần đinh chốt này của nó bằng đồng, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo cái cữ đầu của mình như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cái cữ như này để các bác tùy chỉnh nhá. Đó. Con này thì đội thì cực kỳ là lên form lên dáng và rất là đẹp luôn. Bên shop có hai màu, có màu màu đen và màu nâu như này, có màu đen màu nâu nhá. Đấy, có màu đen màu nâu. Đó, màu này là màu đen này, màu này màu nâu này. Tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Gucci, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Từ những cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ là chi tiết, sắc nét và rất là đẹp. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Rất là ôm form, ôm dáng và đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác. Đây. Đấy, con mũ rất là ôm form, ôm dáng luôn nhá, rất là đẹp. Con này thì các bác có thể đội để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, nói chung là đi đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đó. Cái phần vành của nó khá là rộng luôn thì có thể che nắng, che mưa khá là tốt nhá. Đó, một con mũ như này. Ôm form, ôm dáng rất là đẹp luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai màu, một màu là màu đen và một màu là màu nâu như này nhá. Hai màu, một màu đen một màu nâu như này. Các bác lên cho em là mũ da bò nhá, mũ da bò. Đó, hàng rất đẹp luôn, hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
350.000 nhá. 350.000 cho một con mũ da bò như này. Và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, đây các bác xem này. Đội nó ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Và các bác có thể tùy chỉnh theo cái cỡ đầu của mình nhá. Đấy. Lên mã tiếp theo là mũ da bò, giá sẽ là 350.000. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, lên xem là mũ da bò nhá. Các bác lên xem là mũ da bò này, mũ da bò. Đấy, mũ da bò. Giá của nó sẽ là 350k nhá, 350k và bao ship cho một cái mũ da bò này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái túi vuông nhá. Các bác lên xem là túi vuông. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này. Đấy. Nó sẽ có cả quai đeo, cả quai sách luôn. Có cả quai đeo, cả quai sách nhé. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn to như này. Đây, quai đeo qua này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhé. Da bò tự nhiên đây. Đấy, 100% là da bò tự nhiên hết các bác này. Da bò tự nhiên nguyên miếng hết. Rất là chất lượng cho bác luôn. Đầu khuy, đầu khóa này, các cái loại quai đeo này đều bằng đồng hết nhé. Có thể co ra, giãn vào đều được hết. Đấy, khuy đeo bằng đồng. Rất chất lượng cho bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng không nhá. Đấy. Hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nó sẽ có là một ngăn bên ngoài này, tiếp theo là một ngăn giữa này. Đấy, ngăn giữa thì nó sẽ có hai ngăn, một ngăn thường và một ngăn có khóa này, và hai ngăn ở mặt đằng trước nữa, hai ngăn mặt đằng trước như này. Nói chung là khá là nhiều ngăn luôn. Hàng may đo thì cực kỳ là chi tiết sắc nét và rất là nhiều ngăn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 cho một cái túi da bò thật như này thôi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng 20 nhá. Hàng này là 100% là da bò thật nhá. Đây. Đấy, để em sẽ cạo cho các bác xem. Đây. Đấy, lấy cái miếng sắt này. Lấy cái miếng đồng em cạo này. Không hề có một dấu hiệu gì xây xước hay là cong vênh hay là bong chốc gì nhá. Đấy, da bò thật thì nó sẽ như vậy, còn nếu các bác dùng cái da bò đểu là nó sẽ bong chốc ngay các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em cái mẫu này, nó sẽ là túi vuông nhá, túi vuông. Đấy, lên xem là túi vuông có màu đen và màu nâu nhá. Túi vuông này. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho một cái túi vuông như này. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu. Màu đen, màu nâu các bác muốn lấy màu nào thì lấy thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi chéo nhá. Đấy, nó sẽ là cái dòng túi chéo như này. Túi này thì các bác chuyên dùng để mình đeo chéo này. Quai của nó khá là to luôn và các bác có thể đeo chéo nhá. Nó sẽ có đầu tiên cho các bác là một cái ngăn ở đằng một ngăn chính ở giữa này. Đấy, đây sẽ là cái ngăn chính ở giữa này. Ngăn chính ở giữa nhá. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn phụ ở bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài. Đó, và một cái ngăn bé ở bên mặt đằng trước này nữa. Một ngăn bé mặt đằng trước nữa nhá. Đó. Và một ngăn phụ nữa đằng sau. Tất cả khóa này đều bằng đồng hết nhá. Khóa đều bằng đồng hết. Cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là túi chéo nhá, túi chéo giá sẽ là 140.000 cho một con túi chéo như này. Đó, 140.000 cho một con túi chéo như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó, túi chéo này. Túi chéo giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái mã túi chéo này. Và nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu nâu và màu xanh nhá, màu nâu và màu xanh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đeo hông này. Đây. Nó sẽ là một con túi đeo hông như này. Quai của nó cũng khá là to luôn nhá. Khá to và dày dẫn chắc chắn. Và có cái đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào nhà là xong. Đó, đây. Phần dây quai kiếc của nó là các bác này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tất và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác nhá. Đấy. Có ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn lớn, ngăn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì các bác chuyên dùng để mình đeo hông đằng trước nhá. Đeo hông đằng trước rất là tiện luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Các bác lên cho em là túi hông, giá sẽ là 130.000 nhá. Có màu nâu và màu đen nhá. Đó. Lên cho em là túi hông này. Túi hông, giá của nó sẽ là 130k nhá. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Thì đó là cái lô túi da bò hàng của Ý nhá. Đấy, túi da bò hàng của Ý cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đấy thì nó sẽ có là đầu tiên là túi vuông nhá. Túi vuông là 180.000 các bác này. Đấy, con này là túi vuông 180.000. Con này là túi chéo này. Đấy, túi chéo thì giá của nó sẽ là 140.000. Và túi hông, con này thì các bác dùng để đeo hông nhá. Đeo hông, đeo bụng đấy. Đấy, các bác lên xem là túi hông cũng được mà túi đeo bụng được. Túi đeo bụng giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ đây. Đấy, thì nó sẽ có hai màu cho các bác, đó là màu đen và màu nâu nhá. Cũng có hai màu đen và màu nâu. Đây, mặt của nó thì cơ bản nó là như này. Đấy, còn nó có thể thay đổi tùy theo lô nhá, tùy theo lô thì cái mặt này nó có thể thay đổi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Mặt tráng gương cực kỳ đẹp và đúc liền hết này. Mặt tráng gương đúc liền, thép không gỉ nhá. Đấy, và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Đấy, hai con thôi nhưng đã có độ dài ngắn khác nhau rồi. Đây, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên các nhá. Đây, hàng made in USA đây. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 190.000. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá, từ 1m1 đến 1m3. Đây. Đấy, em chỉ cần đo hai cái này thôi này, bào đầu bằng nhau này. Đấy, và cái đuôi của nó đã có cái dấu hiệu khác nhau rồi. Đấy, lệch nhau đó nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ này. Đây thì nó sẽ là hàng của Mỹ. Đây, made in USA nhá, made in USA này. Đó. Con này thì nó sẽ là dòng mặt đúc liền và con lăn rất là chắc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy con lăn này vào là ok. Đấy, khi nó căng ra thì nó lại theo cái chiều siết con lăn này vào, cho nên là không bao giờ bị tuột các bác nhá, không bao giờ bị tuột. Đó, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một cái thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Đó. Lên cho em là thắt lưng da bò này. Đó. Thắt lưng này. Thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con thắt lưng da bò như này. Đấy, sẽ là rất là đẹp luôn và có hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn này. Có màu đen và màu nâu, tùy theo các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu đen và màu nâu da bò nhá. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò thì bên shop về nó cũng có hai màu, có màu đen, có màu nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Đấy, cũng là hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên luôn. Đấy, từ cái đường kim, mũi chỉ, đường may, đường khâu cực kỳ là chi tiết luôn này con này. Đấy. Hàng này em bao các bác về các bác đốt thoải mái luôn, test thử thoải mái, lấy bật lửa ra hơ thoải mái luôn nhá. Các bác hơ trên cái bề mặt da như này nhá, mà da không bị xém là ok. Còn các bác hơ vào cái phần chỉ này thì nó cháy là chuyện bình thường. Đó. Thì hàng của nó sẽ thiết kế siêu mỏng, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị cạnh túi nhá. Đấy, có một ngăn khóa để các bác để các giấy tờ cần thiết, một ngăn, hai ngăn phụ nữa này, và các cái ngăn để các bác để thẻ này, để ví, để giấy tờ này. Đấy, những ngăn này đều là ngăn thật thết nhá, và máy cách chứ không phải là liền nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Lên cho em là ví da bò, giá sẽ là 120k. Ví da bò này sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái ví da bò như này. Đó. Lên mã giúp cho em là ví da bò nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví da bò. Ví da bò, giá sẽ là 120k cho một chiếc ví da bò như này. Đó. Tiếp theo thì một cái mặt hàng của Mỹ, đó là mũ lính Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ lính Mỹ. Con này thì giá chỉ có 150k thôi. Con này thì các bác biết rồi, bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Con này đội vào thì cực kỳ là ôm đầu và đẹp luôn. Đây. Đấy, để em test thử sản phẩm cho các bác xem nhá. Đây. Đây qua đây. Đấy. Đập thoải mái luôn nhá. Thoải mái luôn. Đập thoải mái luôn các bác này. Đây, các bác xem em đập rất là mạnh tay luôn nhá. Đập rất là mạnh tay luôn đây các bác này. Đập rất là mạnh tay luôn. Không hề có hề hấn gì luôn các bác nhá. Đấy. Không hề có một cái hề hấn gì luôn. Đó. Rất là ngon lành. Hàng của Mỹ US các bác này. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cho đồ của quân đội nhá. Đấy. Đây. American các bác này, American này. Đó, hàng của Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ lưới. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó. Các bác lên cho em là mũ lưới này, mũ lưới. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, có phần quai đeo các thứ này và có cả điều chỉnh các bác nhá. Đấy. Đây. Ở trong này nó sẽ có các cái phần để cho các bác quay đeo và điều chỉnh cái mức độ vừa của đầu mình nhá. Đấy, theo cái size đầu của mình. Rất là ok luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn, ngon lành, cành đào nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Rồi ok.
Đây rồi anh em ơi, nay Phạm Huấn lại quay trở lại test cho anh em con dao chặt 1 cân nhá. Bên shop lại về lô số lượng, giá rất tốt cho anh em luôn. Đây, em sẽ lấy ngẫu nhiên cho anh em một con nhá và test cho anh em luôn, bỏ anh cái biển nào. Test cho anh em luôn 5-10 con cho anh em xem cho nó đã mắt nhá. Đây. Đây là một cái thanh sắt anh em này. Anh em nghe cái tiếng kêu của nó chưa? Đó, thanh sắt đây nhá. Test chặt cho anh em xem này. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt đi. Chặt mạnh tay lên anh em nhá. Đấy anh em thấy không? Đấy, rất là ngon luôn. Dao rất đẹp này, rất sắc bén, không có hề hấn gì anh em nhá. Đấy. Không cong vênh, không xứt mẻ anh em nhá. Đấy. Rất ngon lành này, không cong vênh, không xứt mẻ nhá. Đấy. Lấy tiếp con khác chặt cho anh em xem cho nó trực quan sinh động nhá. Đây. Lấy tiếp con khác anh em này. Đấy. Dao chuyên con này thì dao chặt 1 cân nhá, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đây. Đấy anh em xem này. Chặt này, sắt cong đi luôn anh em nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem này. Đây. Chặt sắt cho anh em xem nhá. Chặt sắt cho anh em xem này. Chặt sắt cho anh em xem này. Đấy, anh em nghe thấy không? Đây. Đấy, không hề cong vênh xứt mẻ gì nhá. Anh em thấy chưa? Đó. Không hề cong vênh xích mẻ gì này anh em này. Đó, vẫn bóng đẹp luôn, vẫn bóng đẹp sáng ngời luôn anh em nhá. Đó. Dao thì nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân, chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm, phần lưỡi này thì khoảng là 22 cm nhá và bản của nó khoảng 12 cm. Đấy, em đều dón ngẫu nhiên hết nhá, dón ngẫu nhiên cho anh em hết, cho anh em khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Lăn con bà tăn nhá. Lăn con bà tăn nhá anh em thấy không? Đây, đấy, anh em thấy chưa? Nào, chặt sắt cho anh em xem luôn nhá. Ok chưa? Đấy, anh em đã thấy ok chưa? Tiếp tục dón cho anh em một con nữa nhá. Đây. Một con nữa này. Đấy. Hàng lấy ngẫu nhiên cho anh em luôn. Đó, đây. Đấy, tiếp tục chặt sắt cho anh em xem nhá, thấy nhá. Đấy. Chặt sắt cho anh em xem này. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Ok chưa anh em? Đấy, như này đã ok chưa anh em? Đấy. Đây, anh em thấy chưa? Đấy. Không hề cong vênh xứt mẻ, không hề có một hiện tượng gì nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy. Anh em lên mã giúp cho em là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Đó. Dao chặt này, đấy, con này nặng 1 cân luôn, 1kg nhá, 1kg. Giá của nó sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, không test, không chặt thử nhá. Tại vì em đã chặt cho các bác xem đấy rồi. Còn về nhà các bác chặt thì em không chấp nhận. Tại vì là nói thẳng thế luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Kiểm tra thấy ok thì mình thanh toán tiền. Vậy thôi, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con AK47 nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con dao AK47 như này. Đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này, hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, USA này, USA này các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho khi mở đi các bác, mở cái nắp này ra cho em này. Đấy, khi mở đi các bác mở cái lẫy này ra, bóp cái lẫy này cho em. Bóp cái lẫy này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy cái lẫy này lên này, xong bóp cái lẫy này ra này. Đấy, con dao sẽ bật ra. Đây, AK47 nhá, hàng của Mỹ này, USA chữ khắc chìm luôn anh em nhá. USA chữ khắc chìm luôn. Đây. Đấy, báng của nó thì được ốp gỗ này, báng ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chuyên lắp vào cái đầu cái khẩu súng AK nhá, khẩu súng AK các bạn. Đấy, đây là cái tia ngắm bắn của nó này. Đó, rất là ngon luôn. Thì trong quân đội thì khi mà nó sử dụng mà hết đạn thì nó sẽ bật con dao này ra để nó sử dụng để nó chiến đấu nhá anh em nhá. Rất là ngon luôn. Đây. Dao thì cực kỳ sắc bén cho anh em luôn nhá. Đấy, dao thì rất bén luôn. Đây, em sẽ test thử dọc giấy cho anh em xem này. Đấy. Hàng siêu bén cho anh em luôn nhá. Đấy, chứ không phải hàng thường đâu. Đó, bản của nó thì rất là dày nhưng mà dao thì lại rất là bén anh em này. Đấy, em thấy không? Đây. Đấy. Dao thì bản rất là dày nhưng ưu điểm của nó là rất là bén đấy. Nó là cái dòng dao quân đội nó như vậy đấy các bạn. Đấy, dòng dao quân đội nó vậy đấy các bạn nhá. Dao quân đội nó vậy các bạn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác like rồi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, lên cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AK47 như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là khi các bác lên mã giúp cho em là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 60.000 cho một bịch 10 cái như này và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc nhá. 60.000 một bịch và 20.000 ba chiếc. Hàng khăn này của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt các nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy. Chức năng thứ nhất là dùng để rửa mặt này, cho nên bên em gọi nó là khăn mặt nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị hương nhá. Các bác muốn lau gì thì lau, đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn như này. Giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán từ 3 cái trở lên sẽ là 20.000 cho 3 cái. Còn bác nào mua cả bịch nhá, mua cả bịch thì nó sẽ là 60.000 một chục. Đây. Đấy, mặt của nó sẽ là sợi bông nhá, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc như này. Đấy, khăn mặt hàng của Hàn Quốc như này. Một bịch là 10 cái, giá sẽ là 60k. Đây,
10 cái 60.000 này, 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Và bản tiếp theo đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, hàng made in UAE này, made in UAE. Đấy, hàng Dubai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một hộp. Một hộp bao gồm cho các bác là đi 5 chai nhá, một hộp là 5 chai. Cái chai của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái như này thôi. Nó là dòng nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết cho nên là nó nhỏ như này thôi. Đấy, và các bác khi bác dùng thì mình có thể lăn đi như này. Đấy, lăn đi như này. Nó sẽ là có cái đầu lăn như này các bác này. Rất là tiện nhá. Dòng này thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và nó sẽ có 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Lên cho em là nước hoa Dubai. Đấy, bên shop đang gửi tới bác một cái lọ nước hoa Dubai như này, một hộp luôn. Một hộp này sẽ là 60.000 cho hộp này nhá. Hàng chuẩn made in UAE này, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Đấy, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái nhá, 20.000 cho 4 cái. Đủ màu sắc cho các bác luôn. Đủ màu sắc các bác nhá, đủ màu sắc các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó. Bàn chải thì là của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Đấy, kháng khuẩn rất là tốt luôn, kháng khuẩn rất là tốt các bác nhá. Đó, đây, chữ Hàn 100% này, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này, đây Korea, hàng của Hàn Quốc. Con này thì trong các hệ thống siêu thị nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Đó, và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ cho các bác là 4 cái là bằng 20k nhá, 20.000 4 cái. Mua 10 cái thì sẽ là bằng 40k. Và mua cả hộp 30 chiếc thì giá chỉ còn 110k thôi. 110.000 cho hộp 30 cái nhá, 30 cái luôn. Đấy, 110.000 cho 30 cái, còn mua lẻ sẽ là 4 cái 20.000, 10 cái là 40.000. Đấy, một hộp nhá, một hộp của nó sẽ đủ màu các nhá, đủ màu luôn cho các bác lựa chọn này. Đấy, sợi của nó thì cực kỳ là mềm luôn, mềm mịn, đánh thì không sợ vì đau lợi, viêm níu, viêm lợi và chảy máu trên răng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải Hàn nhá, bàn chải Hàn. Đó. Các bác mua số lượng càng nhiều thì càng tốt. Đấy, một hộp này là 30 chiếc mà tính ra chỉ có 110.000 thôi. Đấy, tính ra vào chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa, nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn, hoặc là các bác lên cho em là nước hoa que cũng được, nó có cái que cắm như này nhá. Đấy, nước hoa khách sạn hoặc nước hoa que cũng được. Về nhà thì các bác giật cho em cái nắp này ra này, đấy cái nắp niêm phong này ra, sau đó thì các bác cắm cái que này vào cho em, đấy là mình sử dụng thôi. Dòng này của nó thì siêu thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng để nó để trong các cái nhà hàng khách sạn. Đấy, cho nên là mùi của nó thơm dịu nhẹ dễ chịu, cho nên các bác đi đến nhà hàng khách sạn mà sao nó thơm thế là nó do nó sử dụng cái nước hoa này nhá. Đấy, bên Nhật nó chuyên sử dụng cho các cái nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Lên cho em là nước hoa que hoặc là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đấy. Nước hoa khách sạn nhá, giá của nó sẽ là khách sạn này, giá của nó sẽ là 30k trên một lọ nhá, 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn như này. Rất là rẻ các bạn, một lọ này các bác cứ về cắm que vào là sử dụng thôi. Hương của nó rất là thơm, dịu nhẹ, dễ chịu. Bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn các nhá, nước hoa que hoặc nước hoa khách sạn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là các bác lên cho em là bộ vít nối nhá, bộ vít nối. Đấy, bộ vít nối. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối nhá, vít nối giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu nối như này. Đấy, và sẽ là có rất nhiều các cái loại vít khác nhau để các bác về các bác lắp và các bác sử dụng thôi. Cái này thì về nhà các bác lắp vào cái đầu tô vít nhà mình nhá, lắp vào cái đầu tô vít nhà mình. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối, giá có một cái đầu nối như này nhá, có cái đầu nối này về nhà các bác cắm cái tô vít nhà mình. Ở đây thì combo chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, bộ sao này, có bộ sao nhá, có bộ sao này. Đấy, bộ sao rồi bộ ba khe này, rồi bộ hoa thị này. Bộ sao, bộ khe, bộ hoa thị và dẹt nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Sao, ba khe, hoa thị, dẹt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 20 22 4 26 28 30. Đấy, ở đây của nó sẽ có bác cho các bác là 30 đầu vít như này nhá, 30 đầu vít như này. Thép của nó sẽ là thép CRV nhá, CRV. Đấy, cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, thép CRV cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vít nối nhá, vít nối. Đó, cái này thì về nhà các bác sử dụng là mình sử dụng như một con vít nối bình thường để về nhà mình sử dụng, mình các cái đầu vít như này mình về mình lắp vào cái đầu này cho em, lắp vào cái đầu này, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này nó sẽ là hàng vít sao này, đây các bác lắp vào đây cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có từ hít luôn, rất là ngon nhá, rất là ngon để các bác thay tháo sửa chữa các cái đồ vít rất là ngon. Và các bác lấy thì nó sẽ là combo như này thì mình dùng rất là tiện, không sợ bị thất lạc này, bị mất này hoặc là rơi mất, rất là tiện. Đây, nó sẽ là đậy nắp như này thì về nhà các bác sử dụng nó rất là tuyệt vời luôn.
Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác một combo như này. Giá sẽ là 100k nhá. Lên cho em là vít nối. Đây, 100.000 và các bác được tới 30 đầu vít nhá. 30 đầu vít. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32. 32 đầu vít nhá. 32 đầu vít mà có 100.000. Tính ra thì 33 là 9. Tính ra các bác mua vào chỉ có 3.000 cho một cái đầu vít như này thôi. Đó, rất là rẻ. Lên cho em là vít nối nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó. Vít nối này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, lên cho em là bộ vít nối. Bộ vít nối giá sẽ là 100k rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con bóng đèn 8 cánh nhá. Con này nó là công suất của nó là 200W và cánh của nó là 8 cánh. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng. Đấy. Đây thì em đang có cái quả này là có 5 cánh này các bác này, 5 cánh mà nó còn sáng chói chang như này các bác nhá. Đấy, 5 cánh mà còn sáng chói chang như này. Đó thì cái con 8 cánh này của nó thì rất là sáng luôn. Đó, 2 này, 4 này, 6, 8 cánh. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 8 cánh này. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Dòng này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, bóng đèn 8 cánh. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một cây lấy dấu như này giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc mình làm hàng ngày, ví dụ như là mình lấy dấu rồi lấy mực thước là rất là ok nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn là nó sẽ ra dấu thôi. Đây em sẽ thử cho bác xem này nha. Các bác chỉ cần là đặt xuống này xong các bác nhập này cho em này. Đấy là sẽ có dấu nhá. Sẽ có dấu luôn. Đây các bạn này. Đấy. Có dấu rõ luôn nhá. Đây các bạn này. Nhấp này sẽ có dấu này. Đây. Dấu nó lồi lên này các bạn này. Đó. Thì nó rất là tiện luôn nhá. Đây dấu của nó đây. Đó. Đây em ấn cho bác xem này. Ấn tách này nó có dấu này. Đấy các bạn theo. Đây. Cái dấu của nó đây. Đấy. Hai cái dấu em vừa ấn đây này. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Và giá thì rất là hợp lý các bạn nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đây các bạn. Chỉ cần nhấp này là có dấu này. Đấy. Đây cái dấu này các bạn này. Cho cái màu trắng này thì rõ hơn này. Đây cái dấu của nó đây các bạn nhá. Đó. Đây em ấn cho bác cắt phát nữa này. Con này thì nó rất là nhạy luôn. Đấy. Thì các bác có thể lấy dấu để mình đo mực thước hoặc là lấy trên mọi chất liệu nha, sắt thép gỗ nhựa đều được hết. Lên cho em là cây lấy dấu nhá, giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Lên cho em là cây lấy dấu giá sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, đó, cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cây lấy dấu này, đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto hàng thương hiệu Asahi của Nhật nhá. Asahi của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì sẽ là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Một con Eto rất chất lượng như này. Đấy. Hàng của nó là hàng của Nhật xịn, tem nhôm, tem nhớt đàng hoàng đây các bác này. Đấy, tem nhôm này. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy, tem nhôm đây. Đấy, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là Eto nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con Eto như này. Đây, các bác chỉ cần xoáy này nó sẽ ra này. Đấy. Độ mở của nó thì được 5 cm nhá. Và con này thì các bác có thể dùng để kẹp bàn rồi nói chung là làm hết các công việc đều ok. Hàng thì chất lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Bên em thì nó đang hơi mưa nên nó hơi ồn thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ nhá. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là Eto nhá. Eto. Đấy lên cho em là Eto này. Đây. Các bác lên cho em là Eto nhá. Eto giá sẽ là 190k nhá. 190k cho cái con Eto như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là bộ dao sói. Bộ này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Asahi Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, nó sẽ là bộ này thì sẽ kèm cho các bác là 4 con dao luôn, 4 dao nhá. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, đây, em sẽ test cho các bác xem này. Đấy. Đây, để em test cho các bác xem nhá. Đây, đây con này. Đấy. Một cái tờ giấy rách nát mùn mùn như này mà em vẫn dọc được các bác này. Đấy. Một cái tờ giấy rất là mềm nhá, giấy rất là mềm mùn nhá các bác nhá, chứ không phải là giấy cứng đâu. Đấy, nhiều người người ta còn test cái tờ giấy cứng cơ. Đấy. Đây cái tờ giấy mềm mùn này mà còn dọc được này các bác này. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, một kéo các bác nhá, 4 dao một à 4 dao một kéo một nạo. Đấy, 4 dao một kéo một nạo. Rất là bén luôn. Đấy. Rất bén, rất ngon lành nhá. Cán của nó thì bằng nhựa thôi, cán nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, bộ sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao này. 4 con dao như này. Đấy, 4 dao luôn. Một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này,
khui bia đánh vảy cá này. Đó, và một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo như này nữa này. Đấy, combo cho các bác luôn. Một bộ bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ dao sói. Đấy, sắc như con sói luôn các nhá. Sắc như sói luôn. Đó, lên mã cho em là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một bộ dao sói như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một bộ dao sói như này giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Hàng thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, dao của Nhật thép SK5 không gỉ nhá, Japan nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Đó. Lên cho em là bộ dao sói này. Đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, 100k cho một cái bộ dao sói như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cầm cho anh cái kéo 42 này. Cái kéo cắt ống nước nhá. Đấy, kéo cắt ống nước. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là dòng kéo to và mẫu dòng kéo nhỏ nhá. Đây. Đấy, kéo nhỏ thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đấy, ống nó gọi là phi 42 nhá, phi 42 đây, 42mm hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về các nhá, cắt được từ ống 42 trở về thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là kéo 42 nhá, kéo ống 42. Đó, cắt được từ ống 42 trở về. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Đấy. Các bác lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Giá của nó sẽ là 110k. 110.000 cho con kéo ống 42 như này. Đấy. Lên cho em là kéo 42 nhá, kéo 42 này. Kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cái con dòng to hơn. Hàng của thương hiệu Asaki Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này, Asaki Japan, cùng hãng với cái Eto cơ nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Đây. Mã giá rất là ngon này, lưỡi thép sáng bóng này. Chữ thì cả chữ nổi cả chữ chìm luôn, hàng của hãng cho nên các bác yên tâm nhá. Đây, Asaka Japan này. Đấy, có mã sản phẩm đồng hàng đây. Đấy, Asaki này. Đấy, chữ dập nổi dập chìm đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63. Giá sẽ là 230.000. Đây. Con này thì lên cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63 này, ống 63. Giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đó là cái bình sạc ắp quy nhá. Bình sạc ắp quy thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bình 12 và một mẫu là bình 12-24. Đó, thì cái này là nó sẽ là sạc cho bình 12V này. Đấy, các bác lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000, 190.000 cho con sạc bình 12 như này. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, 12V là 4A nhá, 4A 100Ah này. Đấy, 4A đến 100Ah. Đấy, sạc bình 12V. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu đầy đủ cho các bác luôn nhá. Nga này, Anh, Pháp, Mỹ đầy đủ cho các bác luôn. Dòng này của nó thì đều là dòng khử sunfat này, chống đảo chiều, chống bị lệch âm dương này, rồi khử sunfat rồi đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bình 12 nhá. Đấy, lên cho em là bình 12 này, sạc bình 12 nhá, sạc bình 12 này, sạc bình 12. Đấy, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k. Đấy. Còn bên em có một cái loại cao cấp hơn. Con này thì sạc bình cả 12 cả 24. Đấy, lên cho em là sạc bình 12 24, sạc bình 12 24 này. Giá của nó sẽ là 290k và bao ship tận nhà cho bác nhá. Thì con này nó sẽ là một cái dòng cao cấp hơn rất là nhiều. Sạc được cả hai loại bình 12 24. Đấy, và công suất của nó sẽ là 8A 24V 4A nhá. 12V là 8A và 24V là 4A. Đó, đây, các cái thông số của nó đây. Đấy, 12V 8A và 24V 4A. Đó, thì nôm na nó như vậy để các bác biết được. Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm. Nó sạc ô tô này, sạc cho bình bình thường này, sạc xe máy này, rồi để các bác dùng để làm nghề sửa chữa đều ok hết nhá. Đó. Giá thì nó sẽ là 290.000. Lên cho em là sạc bình 12 24, sạc bình 12 24. Giá sẽ là 290k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, sạc bình 12 24 nhá. Đấy. Thì nó sẽ có hai loại là sạc bình 12 24 và sạc bình nguyên bình 12 thôi, nguyên bình 12. Con này thì nguyên bình 12. Đó, thì tùy theo cái nhu cầu, mục đích và cái công năng để các bác lựa chọn cho cái loại bình nào phù hợp.
và lại sạc nào phù hợp với bình của mình. Đấy, ví dụ nhà các bác chỉ có cái bình 12V thì các bác mua nguyên con sạc bình 12 thôi. Còn nhà các bác có cả bình 24 thì các bác mua thêm con sạc bình 24 nữa là hợp lý quá nhá. Đó, con bình 12 là 190.000, con này là 12-24 là 290 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhá, kệ nhà kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Nó sẽ là một con kệ như này, bao gồm cho các bác là sẽ có cho các bác là ba cái cốc này. Đấy, ba cái cốc như này rất là đẹp. Ba cốc có nam châm hít luôn. Đấy, có nam châm hít này. Ba cái cốc có nam châm hít như này. Đấy, có nam châm hít nhá. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống miếng dán này các bác dán lên tường rồi tích cơ các kiểu này. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này. Cái khay này thì sẽ về nhà các bác dán cái miếng dán vào đây. Về nhà các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhả kem là nó sẽ ra nhá. Nhả kem là nó sẽ ra, nó rất là tiện luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho cái kệ nhả kem đánh răng này thôi. Lên cho em là kệ nhả kem đánh răng, giá của nó sẽ là 190k. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây nhà em đã đang sử dụng, đây em lắp đặt thực tế đây cho các bác xem. Đây. Đây các bác này. Đó. Nhà em để thì nó hơi cũ, nó hơi bẩn một tí, các bác thông cảm nhá. Đây. Đấy, đây là nó sẽ có sẵn cho các bác là cái đây nhá. Đó. Đây. Có sẵn cho các bác cái miếng dán này và cái hít này. Đây nhá, đây là cái khay để dán này. Hai cái miếng dán này về nhà các bác dán lên tường cho em này, dán lên cái tường gạch men đấy. Đó, sau đó thì các bác lắp cái này vào này. Dán xong thì mình lắp cái này vào cho em. Đó, rất đơn giản thôi. Lắp vào xong rồi. Đó, cốc này thì các bác có thể để bên trên hoặc để bên dưới đều được nhá. Cái này là em để quay cho nên nó hơi nhếch nhác một chút, các bác hết sức thông cảm. Đây. Đấy, cốc lấy ra này. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bác muốn lấy kem đánh răng thì các bác chỉ cần nhấn như này thôi này. Nhấn như này cho em này. Đấy, các bác nhấn này là kem đánh răng nó sẽ nhả ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây, kem đánh răng nhả ra đây, rất là tiện nhá. Đó, kem đánh răng nhả ra đầu nha. Đây. Đây các bác này. Đấy, kem đánh răng nhả ra là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác một cái kệ kem đánh răng như này, giá của nó sẽ là 190.000. Các bác có thể treo bàn chải ở đây này. Đấy, treo bàn chải ở đây hoặc là để lên trên này cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng, giá sẽ là 190.000. Xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây là ok rồi. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con thắt lưng cá sấu nhá, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu thắt lưng dài như này. Các bác lên cho em là cắt thắt lưng cá sấu thường và một loại là cắt thắt lưng cá sấu ở trong hộp nhá. Đấy. Hai con thì nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác nhau là một con là nó sẽ là trong hộp như này. Đấy, một con thì trong hộp như này thì các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Còn một con bình thường như này thì các bác có thể dùng trực tiếp luôn. Đó, thì các bác mua về mình dùng thì không cần phải hộp nữa. Thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mịn nhá, hàng cực kỳ đẹp. Quay rồi. Vừa quay hôm qua thằng. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác nhá. Đây các bác này. Đó, các bác theo. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó, hàng xịn sò nó khác ngay các bác này. Đấy. Nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là chất lượng rồi. Đó. Chất lượng từ đường kim mũi chỉ luôn nhá, từ đường kim mũi chỉ luôn, rất là đẹp, rất chất lượng. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là mặt đúc liền như này, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat và có hình con cá sấu nổi như này nhá, có hình con cá sấu nổi như này. Thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này, cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài nhá. Đấy. Thì lên cho em là cá sấu hộp hoặc cá sấu dài. Cá sấu hộp thì sẽ là 140.000. Đấy, lên cho em là cá sấu hộp này. Đó. Cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì sẽ là 140k nhá, 140k. Còn thắt lưng cá sấu không này. Đấy. Cá sấu thắt lưng cá sấu dài nhá. Cá sấu dài thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000. Đấy thì nó chỉ có mỗi thắt lưng không thôi nhá. 80.000 là chỉ có một con thắt lưng không như này thôi các bác này. Nhưng mà cũng rất là đẹp, rất chất lượng nhá. Đấy. Hai con đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp thôi. Thì các bác có thể lấy dòng có hộp hoặc là thắt lưng dài, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đấy. Coi lên cho em là cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài, hai mẫu đều như nhau, chất lượng như nhau rất là đẹp. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, giá chỉ có 80.000 thôi. Còn bác lấy con hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000, cá sấu hộp 140.000, cá sấu không hộp thì sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo
đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ba thớt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba thớt này, bộ ba thớt kháng khuẩn các nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là bộ ba thớt kháng khuẩn, mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho ba cái thớt như này, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá chỉ có 60k thôi mà các bác nhận được tới là ba cái thớt này các bác này, hàng cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Đây, có lên cho em là thớt kháng khuẩn 5D này. Đấy, lên cho em là thớt kháng khuẩn nhá, giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá, bộ ba này đó, bộ ba thớt kháng khuẩn đây, thớt kháng khuẩn này, giá của nó sẽ là 60.000 cho ba chiếc thớt như này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò, đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái thớt liền luôn đó, tha hồ các bác thoải mái sử dụng. Nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con nhỏ này, một con nhỡ và một con to. Đấy, con to này thì kích thước của nó sẽ là 35 nhá, dài là 35. Đấy, còn con nhỏ này thì kích thước của nó sẽ là 30, và con nhỏ nhất này thì kích thước của nó sẽ là 20 nhá, 20. Đó, thì nó sẽ là một bộ ba thớt như này. Đấy, kháng khuẩn luôn. Đấy, rất là đẹp, sạch sẽ, đẹp không nhá. Đó, lên treo là bộ ba thớt kháng khuẩn này. Cái này các bác có dùng thì dùng để thái, để chặt đều được, ok hết nhá. Một cái bộ ba thớt như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một bộ ba chiếc như này. Bộ ba chiếc như này giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 thôi. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá, bộ ba thớt này, bộ ba thớt kháng khuẩn, giá của nó sẽ là 60k cho bộ ba cái nhá, 60.000. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái rổ vuông nhá. Lên mã cho em là rổ vuông. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cặp nhá, ba cặp. Đấy, tức là nó sẽ có ba chậu và ba rổ, ba chậu ba rổ như này, thì lên theo là rổ vuông nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là ba chậu và ba rổ. Con to nhất thì đường kính của nó khoảng 35cm, rổ hai lớp nhá, rổ vuông. Lên theo là rổ vuông, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, rổ vuông. Đấy, giá là 80k đợt này về cho bác, giá còn là 70k cho một cái bộ rổ vuông như này, 70.000 cho một bộ rổ vuông này thôi nhá. Lên theo là rổ vuông, giá của nó sẽ là 70k. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chậu như này. Đấy, một chậu một rổ, cứ một chậu một rổ, và nó sẽ có là ba bộ. Đấy, ba bộ. Đây, cứ một chậu một rổ như này nhá. Đấy, 35 rồi 30 rồi 25. Đấy, cứ một chậu một rổ như này. Các bác có thể dùng để rửa rau này, rồi đựng đồ ăn, đựng thực phẩm đều ok hết. Đấy. Thì nói chung là nó rất là hợp lý rồi, để mình rửa rau, ăn rau thơm, rau xà lách, rau sống mình đựng vào đây, hoặc các bác rửa rau để mình chế biến thực phẩm thức ăn cũng rất là ok. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn là 70k thôi. 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, rổ vuông nhá, lên theo là rổ vuông, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Các bác lên theo là dầu nóng Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng dầu nóng này, các bác bôi vào rất là tốt luôn. Đặc biệt là bác nào mà hay bị đau lưng, đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau các cái khớp xương khớp. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, có tem chống hàng giả đàng hoàng nhá. Hàng này thì nó bán là thị phần của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn, bán rất là chạy luôn nhá. Đây, tem mác các thứ đàng hoàng các bác này. Đấy, nó sẽ là thuộc một cái dòng kem trắng như này. Kem trắng như này các bác này. Đấy, đấy, kem trắng như này. Các bác đổ ra mình bôi lên các cái phần, ví dụ như là xương khớp này, khớp tay, khớp chân này. Đấy, đau mỏi đây, đây đau cổ này. Đấy, đau mỏi cổ vai gáy này. Đấy, các bác bôi vào cho em. Đó, các bác bị đau cổ, đau vai, đau gáy, hoặc là các bác chơi thể thao, tập luyện thể thao nhá. Đấy, nó bị đau các cái khớp xương, các bác bôi vào cho em rất là ok luôn. Đó, thì một lọ như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 thôi, 40.000. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Có kèm cho các bác một cái miếng massage như này, con lăn massage như này. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, mã tem, mã vạch đàng hoàng, mã cốt cái thứ đâu ra đấy này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc, giá thì chỉ có 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc này thôi, giá rất hợp lý, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Một lọ này của nó sẽ là 100ml nhá. Bác nào hay bị đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng, các bác bôi hết vào cho em đều ok hết nhá. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái giấy lau giày nhá. Các bác lên cho em là giấy lau giày. Con này thì ví dụ các bác giày dép bị đi về nó bị bẩn, bị
bụi. Đấy, bị bẩn, bị bụi thì các bác dùng cái giấy nào chị em. Đấy, cứ dùng trực tiếp con giấy này là mình lau trực tiếp lên cho em là xong. Đấy, ở cái giấy này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là nước và xà bông rồi. Nước và xà bông rồi. Thì khi các bác bắt đầu mà mình lau vào ấy thì nó sẽ thấm qua các cái bề bề mặt của da hoặc là của ấy các nhá. Của da hoặc là của cái phần vải dày, và nó sẽ tẩy sạch hết các cái vết bẩn ở trong cái đôi giày của mình đi, cho nên nó rất là tiện. Đây, để về nhà các bác lột như này cho em này. Đấy. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là cái tờ giấy như này. Đấy, và nó sẽ là có sẵn xà bông luôn. Các bác cứ đánh như này là xà bông nó ra nhá. Đấy, đánh như này xà bông nó ra này. Thì các bác có thể dùng để mình lau chùi vệ sinh rất là tốt, rất là tiện ích nhá. Đây. Ví dụ như đây là nó là một cái cán này, nó đang bị ố như này này. Đấy, nó đang bị ố như này. Đấy, cái cán này đang bị ố như này thì em thử tẩy đi xem nó sẽ như nào các bác nhá. Đây. Đấy, nó sẽ bị ố như này các bác này. Đấy, bị ố bị bẩn như này. Đấy, các bác dùng cái giấy này, các bác vệ sinh đánh đi cho em. Đó, đánh đi. Đó, đánh đi. Đấy mà này. Đấy. Đánh đi, cái này nó sẽ có xà bông nha và có thuốc tẩy luôn. Đánh nhìn đâu là nó tẩy sạch đấy các bác này. Đấy. Tẩy trắng luôn các bác thấy không? Đây, trắng sạch luôn. Mà cái vết bẩn bám vào gỗ như này là rất là khó tẩy nhá. Mà em có tẩy được sạch luôn các bác này. Đó. Rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá của nó giấy lau giày này. Giấy ướt lau giày. Đó. Giấy ướt lau giày nhá. Lau giày giá sẽ là 15k trên một bịch như này thôi. Và mua từ 3 bịch thì bên em sẽ gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 3 bịch là sẽ là bằng 40k cho 3 bịch. Còn mua lẻ xin lỗi các bác là 20.000 trên một bịch nhá. 20.000 trên bịch này và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch thì sẽ là 50k. Đó, em nhầm giá xin lỗi các bác. Đấy thì 20k trên một bịch như này. Đấy, và mua từ 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch thì sẽ là bằng 50.000. Đó. Đấy, nhầm giá một chút xin lỗi các bác nhá. Đó. Thì mua một bịch sẽ là 20.000 cho một bịch như này và 3 bịch sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy, cốc tự khuấy thì nó sẽ là một cái dòng cốc dung tích của nó thì nó vào khoảng là 200ml nhá, 200ml và nó sẽ tự khuấy luôn. Con này thì nó sẽ có dòng đời mới thì nó sẽ có pin sạc, về nhà các bác không phải lắp pin thường nữa, nó mất công. Đấy, dùng con pin sạc này rất là tiện này. Đấy, mở nắp ra này, bên ngoài thì bằng nhựa này, chống nóng này, bên trong thì bằng inox nhá, sáng bóng giữ được cả nhiệt luôn. Và có một cái hạt nam châm từ trường như này thì rất là tiện. Khi mà các bác dùng thì các bác có khi mà các bác rửa thì nó rất là tiện. Chịu nóng, chịu nhiệt tốt. Đấy, khi các bác rửa thì các bác chỉ cần là bỏ cái này ra là xong. Khi nào dùng thì mình bỏ vào. Đấy. Khuấy các bác. Đấy. Rất là tiện. Thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê, pha các loại hạt, loại ngũ cốc các kiểu con nào điều đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, một con cốc tự khuấy như này giá thì chỉ có 90 cành thôi, 90 cành cho một con cốc tự khuấy như này thôi nhá. Đấy, về nhà thì có kèm cho các bác một cái dây sạc, rồi về nhà các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình là xong nhá, củ sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó. Cốc tự khuấy này. Đó. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k cho bọn em cốc tự khuấy như này nhá, 90 cành. Đó. Giá cực kỳ là mềm mại, tốt cho các bác luôn. Rồi ok.